Trời, nhưng mà mình không, không đúng. Thì cuối cùng là mình ở lại lớp rồi các anh chị nhỉ. Nhớ ở lại lớp rồi đó. Anh nên là chúng ta phải học làm sao mà mình phải lên lớp, các anh chị đồng ý không ạ? Thì nó cũng phải có cái cách học riêng các anh chị ạ. Nó có cái cách học cho những anh chị mà mình học lên lớp. Còn nếu mà mình học mà mình giống như đi chơi cái thời hồi xưa thì em nói các anh chị là nó cũng vậy thôi, nó cũng vậy hoài đó. Mà mình học bao nhiêu năm tháng rồi mình cũng ở mãi cái lớp đó. Thì trong câu lạc bộ nó cũng có nhiều lớp các anh chị ạ. À, nó cũng có lớp 1, lớp mầm, lớp lá, lớp lớp đại học, lớp cao đẳng, lớp đại học rồi các kiểu. Nhưng mà tùy cái lớp á, là gì là tạo ra cái thu nhập khác nhau. Mỗi cái tầng lớp là tạo ra thu nhập khác nhau. Anh chị lên cái lớp càng cao là anh chị tạo ra thu nhập càng lớn các anh chị ạ. À, anh đây là chúng ta coi rồi tốt tốt nghiệp cái lớp mà thấp đi rồi mình lên lớp cao các anh chị nha. Ok, các anh chị đó, thì hôm nay thì hướng dẫn cho anh chị, thứ nhất là cách học được không ạ? Thứ nhất là cách học, cái thứ hai để mình coi mang lại cái hiệu quả nhất, thứ hai nữa rằng là cái cách để mà anh chị có thể trả lời những cái câu hỏi, trả lời những cái câu hỏi của các anh chị để mà anh chị tiến lên phía trước. Tại vì bản thân các anh chị mà khi mà mình không tiến lên phía trước được, anh chị có công nhận là bởi vì trong đầu của mình nó có cái giới hạn gì đó không các anh chị ơi? Nó có cái niềm tin giới hạn, nó có những cái suy nghĩ mà nó cản đường chúng ta. Bao nhiêu số anh chị công nhận ạ? Rồi, bây giờ em theo mời ban tổ chức có thể là mời những anh chị mà chưa có đổi tên, mình tạm thời mình ra ngoài mình đổi cái tên xong mình vô lại cho mình được không ạ? Yes. À, em phải nói với các anh chị rằng là em phải áp dụng đúng cái tư duy là chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học, chọn đối tác để kinh doanh và làm ăn. Thành ra là em sẽ chọn những cái anh chị nào mà mình có tên tuổi đầy đủ rõ ràng, mình có số báo danh rồi các kiểu đó, mà anh chị nào mình đã có cái mã số rõ ràng thì em sẽ chọn các anh chị ở đây. Còn anh chị nào mà chưa thì sao ạ? Dạ em xin mời các anh chị mình ra mình đổi cái tên mình vô cho lịch sự các anh chị nha. Được không? Bao nhiêu số anh chị thích rằng là mình thích chơi với những con người lịch sự, cái gì nó cũng rõ ràng, tên tuổi rõ ràng đầy đủ các anh chị ơi. Anh chị thích không ạ? Nếu mà thích anh chị comment là tôi thích thế. Comment này các anh chị, tôi thích thế đó. Bây giờ cái gì nó cũng phải rõ ràng đầy đủ không ạ? Tôi không có thích những cái người mà nó không có tên tuổi rõ ràng. Anh chị ha, đầu tiên là cái tên của các anh chị cộng với lại cái người gửi mã giùm cho mình. Dạ các anh chị nha, tôi thích thế. Anh chị ha, rồi, đó là cái điều số 2. Vậy thì những anh chị nào mà mình bị cái tay thì mình ra rồi mình đổ cái tay rồi mình vô lại thôi, không có sao hết các anh chị nha. Chưa mà chị Bích Tuyền chị ghi là Miss Bích Thư vậy là được rồi, chị ghi như thế là chính xác rồi, chị như vậy là ok rồi ha. Rồi trước tiên thì mời các anh chị uống ngụm nước tĩnh tâm cơ thể của mình các anh chị. Thực hành là lòng biết ơn với nước cùng với em thử xem thử anh chị học hành rồi sao rồi và áp dụng làm sao rồi ha. Đầu tiên là uống ngụm nước rồi mình nhìn vô một dòng nước và mình nói cảm ơn nước chút xíu nè. Rồi kiểm tra các anh chị cái thói quen số 2 nữa ha. Đó chính là chúng ta trước khi mà chúng ta bắt đầu cái buổi Zoom này thì các anh chị cùng với theo hít một hơi thật sâu và ra quyết định kết quả cuối cùng anh chị đạt được trong cái buổi Zoom này. Được không các anh chị ơi? À, anh chị đến đây là anh chị có một cái lý do riêng của các anh chị đâu mà anh chị có một cái mong mỏi, cái mong muốn, một cái khát vọng, một cái gì đó anh chị thích, hay là chị đến đây là để nghe theo nói cho nó mát cái tai thôi các anh chị ơi, có không ạ? Có, cũng có một số anh chị có cái lý do đó nữa. Thì bây giờ mình có cái mong ước gì đó, giờ mình nhắm mắt lại ha, mình ước cái lần hồi nữa đạt được, được không các anh chị? Mình ra quyết định kiểu như là sao chổi, sao gì cái sao gì bay qua xong rồi anh chị ước một cái nó đạt được các anh chị. Rồi bây giờ anh chị làm cho em theo cái bước này ha, đó chính là anh chị hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và ra cái quyết định anh chị sẽ đạt được cái điều gì sau cái buổi Zoom này nè. Mời các anh chị hít một hơi thật sâu vào các anh chị ơi.
Rồi, xin mời các anh chị, bao nhiêu số anh chị mà rất là sẵn sàng rồi mình có thể quay trở lại đây được không ạ? Ok các anh chị ơi, rồi hiện tại là có rất là nhiều anh chị. Ok, sẵn sàng rồi đúng không các anh chị? Sẵn sàng anh chị comment là tôi sẵn sàng giùm em ha. Rồi, trước tiên thì em Thư sẽ đặt nói cho chị những anh chị nào có cái câu hỏi nào trong quá trình mình học tập thì anh chị có thể đặt cái câu hỏi đây được không các anh chị? Và Thư sẵn sàng trả lời tất cả những cái câu hỏi các anh chị nhé. Ok không ạ? Rồi, cái thứ hai nữa rằng là anh chị bây giờ em Thư sẽ nói cho anh chị cách học khi mà anh chị học trong câu lạc bộ của chúng ta nè. Bao nhiêu số anh chị mình muốn cái bí kíp là mình học mình tạo được cái quả lớn nhất. Nghĩa là mình phải là người tạo cái quả lớn nhất không các anh chị ơi? Anh chị có thể comment là anh chị tôi muốn, em sẽ chia sẻ cho anh chị. Thì cái thứ hai đó là nếu như Thêu chia sẻ cho các anh chị cái cách học của Thêu giúp từ một cái người không có mối quan hệ, không có kiến thức, không có tư duy, không có sự hiểu biết nhiều đó các anh chị. Thêu không phải là xuất phát điểm, không phải là nhà kinh doanh các anh chị nhé. Gia đình của Thêu cũng không phải là người kinh doanh. Và Thêu cũng, cha mẹ của Thêu cũng không phải là kinh doanh các anh chị. Em Thêu là đi lên từ nghề. Nhà của em là mẹ em làm nghề chán bánh, cha em thì làm nông. Bản thân của Thêu là được sinh ra và lớn lên là đi làm, đi học và học về môi trường. Nó không có liên quan gì tới kinh doanh hay các anh chị nhé. Mà hiện tại Thêu đang là bestseller và trong top 1 của tập đoàn tỷ đô hàng đầu thế giới nha anh chị nhé. Anh chị biết là một tập đoàn tỷ đô thì anh chị biết rằng là nó là tỷ đô trên khắp trên thế giới. Nó là một cái tập đoàn lớn các anh chị. Mà Thêu đang là nhà phân phối cũng như là bestseller top 1. Top 1 những người có doanh số bestseller sale lớn nhất anh chị nhé. Lớn nhất top 1 các anh chị. Có nghĩa là Thêu đang đỏ với cả thế giới các anh chị nhé. Được không ạ? Cả thế giới đều phải... coi như là Thêu có một cái sức gọi là ảnh hưởng, có được cái độ mà gọi là kết quả của trên toàn thế giới các anh chị, nó không phải là trong một đất nước nữa các anh chị, chúng ta không có xét các anh chị một đất nước nữa được không ạ? Vậy thì nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ đâu ạ? Tại sao có anh chị cũng học giống như Thêu mà tại sao anh chị là không đạt được kết quả đó nhưng mà Thêu có thể làm được? Nó đến từ cái cách học các anh chị. Anh chị comment nó đến từ cái cách học, không phải là do con người mà nó do cái cách học của mình. Cho em hỏi các anh chị rằng là người thầy đó, kiến thức đó, nhưng mà cái học trò đó, mỗi người lại học ra một kết quả khác nhau. Có phải rằng là nó do cái người thầy, hay là do bộ công thức, hay là do môi trường, hay là do cái người học các anh chị? Hay là do cái người học, anh chị đã chọn một cái cách học nó không khôn ngoan rồi. Vậy thì sao ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta phải đặt cái câu hỏi nè, mình phải học làm sao mà mình bỏ ít thời gian nhất, mình mang lại kết quả cao nhất. Anh chị công nhận không ạ? Có như là mình là cái người chăm học rồi, nhưng mà mình học làm sao nó phải mang lại cái kết quả cao nhất các anh chị. Rồi bao nhiêu trong số anh chị đây mình đang nghe rất là rõ thì mình cùng nghe tôi đang nghe rõ các anh chị ơi. Bao nhiêu anh chị đây mình đang nghe rất rõ thì mình cùng nghe tôi đang nghe rất rõ các anh chị. Comment giúp em ạ. Rồi các anh chị có nghe cái âm thanh gì mà nó không có được rõ ràng không ạ? Tôi đang nghe rất rõ đó mà. Rồi cảm ơn các anh chị đã phản hồi. Anh chị ha, trước khi anh chị đi học, anh chị phải định vị là mình đến một cái môi trường. Mình học là mình để mình phát triển bản thân, để mình có cái sự thay đổi. Vậy thì bây giờ mình phải học mang lại cái kết quả cao nhất. Hiện tại thì vẫn còn thấy có anh chị chưa có đổ tay đang comment. Ban tổ chức kiểm tra lại giúp thầy nha. Okay. Có nhiều anh chị chưa đổ tay comment rất là nhiều. Ok không ạ? Em không có tiếp các anh chị, em chỉ xin lỗi các anh chị nhé. Không có sao, tại vì cái phong cách cách làm việc của Thêu nó vậy nên các anh chị thông cảm thôi. Bao nhiêu số anh chị thích cái cách làm việc đó của Thêu ạ? Mình cái gì không thích mình nói rõ ràng ngay từ đầu. Thêu không thích các anh chị vô tay các anh chị không có người hỗ trợ anh chị không có. Thêu không thích như thế. Vậy các anh chị nhé. Mình không thích mình nói, mình không thích các anh chị. Rồi cái thứ hai nữa các anh chị ơi, đầu tiên các anh chị rõ giúp em không ạ? Cái cách học nó cực kỳ quan trọng. Và nếu như anh chị chọn cái cách học hời hợt thì theo nói các anh chị là anh chị sẽ không bao giờ có kết quả lớn được.
Và nếu như anh chị có cái cách học là phải giành chiến thắng, anh chị em nói anh chị có 5 cái cách học như sau, anh chị ghi vào ạ. Có 5 cái thái độ học như sau các anh chị. Xem thử anh chị đang chọn cái thái độ nào. Có 5 cái thái độ học như sau. Có 5 cái thái độ học như sau. Anh chị xem thử anh chị đang thuộc cái nhóm nào. Thì mình biết mình thuộc cái nhóm nào rồi mình reset, mình thay đổi. Đúng không anh chị? Chứ bây giờ mình không biết thì mình có thay đổi được không ạ? Vậy thì có 5 thái độ học như sau. Thái độ thứ nhất là cái thái độ là gì ạ? Không thích học. Không bao giờ đi học. Không thích học. Và cuộc đời của tôi nó làm sao là kệ tôi. Tôi không cần đi học. Và tôi cũng không có nhu cầu học. Đó là cái thái độ thứ nhất. Các anh chị ha. Và những anh chị đang ở đây thì theo nghĩ rằng là cái nhóm này chắc không có đâu các anh chị ha. Những anh chị nào mà vô đây mà kiểu như là để thống thính tình hình, rồi để kết nối cộng đồng, rồi để là gì ạ? Comment để mà nay thế này thế kia. Ở đó cái nhóm đó là cái nhóm không thích học các anh chị. Thế em hỏi các anh chị là anh chị vô anh chị không đổi tên á, anh chị không chịu đổi tên, đổi cái mã đó, thì chính anh chị cũng là cái người thuộc dễ, rất là dễ thuộc cái top đó. Anh chị công nhận không? Bao nhiêu số anh chị công nhận rằng là nếu anh chị vô đây anh chị biết rằng là chúng ta cần phải đổi tên để vô, nhưng mà anh chị không đổi, anh chị không chịu đổi, thì có phải anh chị cái khả năng cao là anh chị đang thuộc cái top này không ạ? Cái khả năng cao là anh chị đang thuộc cái top không thích học không anh chị ơi? Cái khả năng cao anh chị rất dễ nhấn trong cái top đó, nên là em theo không nhận cái top đó là như vậy. Anh chị biết, anh chị hình dung ạ. Sẽ có một số ít người họ nói rằng là tôi không biết cách vô ở trên mạng chỉ đầy ra các anh chị ạ. Rồi cái nhóm số 2 các anh chị. Cái nhóm số 2 đó chính là cái nhóm là gì ạ? Học hời hợt các anh chị ơi. Học hời hợt. Hời hợt. À cái, em xin lỗi các anh chị, cái nhóm số 2 này trước đi. Cái nhóm đó là chính là giả vờ học các anh chị. Cái nhóm giả vờ học. Đúng không các anh chị? Cái nhóm giả vờ học với các anh chị. Có nghĩa là tới cái giờ Zoom là ê, có Zoom chưa? Vậy đó, cũng vô rồi các kiểu thứ. Cũng lủi thủi rồi cũng vô để xem thử rồi các kiểu thứ. Nhưng không có học các anh chị ạ. Không có học. Thế em hỏi anh chị có thuộc cái nhóm đó không? Anh chị có thuộc cái nhóm đó không ạ? Và những cái nhóm mà không đổi tên này kia, cái kiểu ai mà biết các anh chị là ai? Rồi không mở cam mà đó là phần lớn là nó dễ thuộc cái tốt đó lắm các anh chị nha. Cái đa phần là nó sẽ dính vô cái nhóm đó. Cái nhóm đó chính là giả vờ học. Cái nhóm số 3 nữa đó chính là gì ạ? Cái nhóm là gì các anh chị? Nhóm số 3 đó là gì ạ? Nhóm số 3 đó là gì? Học hơi hợt. Nhóm số 2 là cái nhóm 1, cái nhóm 2 là em không có tiếp các anh chị, em không thích tiếp các anh chị. Tại vì sao anh chị đang thuộc cái nhóm là không có thích học? Nó rất là dễ bị dính vô cái nhóm đó. Nên thành là dù các anh chị có lý do như thế nào mà anh chị không đổi tên được, em theo cũng không thể nào nhận các anh chị. Bởi vì em theo biết là anh chị dễ đang nằm trong cái nhóm đó lắm. Đúng không ạ? Cái nhóm số 3 đó chính là học hời hợt các anh chị. Học hời hợt được không ạ? Học hời hợt nghĩa là sao ạ? Ví dụ như là chị Quyên nói là chị Quyên vừa ăn nên chị Quyên vừa ăn vừa nghe nên chị Quyên không có mở cam. Thì cái tinh thần học tập như thế này là em cũng đánh giá lại tinh học tập của chị cao. Nhưng mà chính vì cái hành động đó của chị Quyên nên là vũ trụ cũng như là mọi thứ nó đang đưa chị vô cái nhóm học hời hợt. Chị Quyên hiểu nó không? Nên là việc của chị là phải lên cái lịch làm sao mà mình học nó khác đi. Chứ không thể nào để cái tình trạng đó nó lại xảy ra nữa trong suốt cả cuộc đời của mình. Và mình nói rằng là vì. Chứ tôi đâu có cố ý đâu. Không được như thế. Anh chị hiểu không ạ? Chính các anh chị đã đưa mình vô thế đó. Chứ đâu có ai ép các bạn đâu ạ. Nên là tinh thần học tập như thế là tốt. Nhưng mà các anh chị mình bị không có kiểm soát được những cái hành động của mình. Nên là vũ trụ nó đưa mình vô cái nhóm đó. Nó xét mình vô cái nhóm đó, là mình dính vô cái nhóm đó, là coi như kết quả cái nhóm đó là nó sẽ ra cái kết quả đó. Không có chạy cái đường khác được. Cái nhóm đó là nó phải ra cái kết quả là học không có hiệu quả cao, không có xét, không có chạy được các anh chị ạ. Rồi cái nhóm thứ ba là học hời hợt đó. Mà học hời hợt là sao các anh chị? Là thích là học, không thích là nghỉ thôi hả? Nó kỳ lắm, các chị không thể nào tưởng tượng được các anh chị. Bữa nay là sao chị không vô Zoom sáng?
Tại vì sáng nay là chị mất đi chợ sớm, rồi sáng nay là chị phải đi làm cái này đi làm cái kia, chị không có vô được. Ở thế tự nhiên học được 2 ngày, ngày số 3 không thấy chị đâu hết. Tại vì cái chuỗi học nó liên tục mà các anh chị, rồi mà cái chuỗi học nó liên tục nhưng mà tự nhiên không thấy, đó chính là học hờ hợt các anh chị. Anh chị sẵn sàng, anh chị rất là dễ bị bỏ những cái buổi học mà nó có những cái lý do, nó có thể sắp xếp được, nó có thể chọn được, nhưng mà anh chị vẫn có thể là gì ạ, bị mất đi thì nó uổng các anh chị ạ. Đó là học rất là hời hợt các anh chị ha. Thứ hai nữa là gì ạ, anh chị vừa học vừa làm cái gì đó, anh chị vừa học vừa làm cái gì đó, và anh chị xem như là học, học là nghe qua là được rồi. Anh chị hiểu không? Chị, khi nào anh chị là bậc thầy của các bậc thầy á, thì em nghĩ rằng là cái việc nghe có thể giúp cho anh chị ôn bài thêm, hoặc là có thể lặp đi lặp lại cái kiến thức đó thêm một tí. Chứ còn nếu như anh chị là thành viên mới mà mình học theo cái kiểu rằng là nghe, thì mình cứ mở lên đó rồi mình vừa làm cái đây rồi mình nghe cũng được. Thì em nói các anh chị rằng là nó khó. Thì em hỏi các anh chị có kết quả được không? Có thành công được không ạ? Có được không các anh chị ơi? Anh chị hiểu em nói không ạ? Nó chỉ giúp cho các anh chị sao ạ? Nó chỉ giúp cho các anh chị mát tai, mát não. Nó giống như mát xa não vậy đó các anh chị nhé. Giống như là mát xa não cho nó khoái cái não mình chút xíu thôi. Chứ vậy nói về cái việc mà thành công lớn, trở thành triệu phú đô la và đi du lịch vòng quanh thế giới, thì em hỏi các anh chị rằng là nó có thể biến đổi được không? Với cái cách học như vậy thì tạo ra doanh nghiệp triệu đô, đi du lịch vòng quanh thế giới và biến đổi thu nhập từ một con số thành thu nhập 10 con số, nó có xảy ra được không các anh chị? Nó có xảy ra được không với cái cách học như vậy không ạ? Rồi học rất là hờ hợt các anh chị, cái lúc cái chỗ thì anh chị tập trung nghe, còn cái chỗ thì anh chị làm cái khác, cái chỗ thì mình đang rất là tập trung, còn có cái chỗ thì mình đi chỗ khác. Rồi có cái đoạn hay thì mình nghe, cái đoạn nào nó hơi mang mang thì mình bỏ ra. Các anh chị nha, thì anh chị cũng tự đoán được mà, đúng không mà, anh chị cũng tự suy ra được mà. Anh chị phải suy ra được chứ. Mình phải suy ra nha anh chị ha. Rồi bao nhiêu số anh chị mình suy ra được cái điều này ạ? Chứ em hỏi các anh chị là anh chị đang thuộc cái nhóm nào? Có cái nhóm nào của anh chị ở trong đó chưa? Có cái nhóm nào của anh chị ở trong đó chưa? Có cái nhóm nào ở trong đó chưa các anh chị? Rồi còn cái chị gì đang nhắc mới nhớ này, còn đang học buồn ngủ. Buồn ngủ thì sao ạ? Thôi bây giờ mình tắt cam, mình lên giường mình nằm, mình nghe. Mình tắt cam, mình lên giường mình nằm, mình nghe đỡ đi, mình nghe rồi có gì nó vô được, cái gì vô thì thôi mình ngủ miếng, lần hồi nữa mình còn đi làm, lần hồi nữa mình còn làm khác nữa, rồi ai dính cái gì để học rất là hời hợt, các anh chị có thấy không ạ? Bao nhiêu số anh chị thấy được cái điều này ạ? Rồi phải cho con bú. Nó đủ chuyện hết các anh chị nhé. Tại vì cái thái độ các anh chị học hời hợt nên là nó đủ chuyện xảy ra hết á. Nào là cho con bú, rồi nào là phải dọn nhà, nào là phải nói chuyện với chồng, nào là phải dẫn con đi chơi, nào phải chỉ cho con học bài. Nó có rất là nhiều cái thứ các anh chị. Thêm hỏi các anh chị là một doanh nhân, nếu anh chị học để anh chị trở thành một doanh nhân, mà bây giờ cái công việc kinh doanh của các anh chị mà thích thì anh chị làm, thích thì anh chị bỏ nó, bỏ cờ bơ cờ bắt đó, thì em hỏi các anh chị là có công việc kinh doanh nào mà nó phát triển nổi không ạ? Có phải là anh chị học để mà anh chị trở thành một doanh nhân, trở thành một cái người có thể điều hành những doanh nghiệp, có thể tạo ra lợi nhuận, có thể tạo ra doanh nghiệp triệu đô, nhưng mà mình lúc mình thích học, một lúc thì mình bỏ đi thì như thế thì có cái doanh nghiệp nào nó phát triển nổi không anh chị ơi? Sao nổi được? Thôi em nói các anh chị là anh chị cứ ở nhà, mình cứ làm đúng cái bổn phận của mình đi, bon chen vô đây học doanh nhân làm gì các anh chị, bon chen vô học làm giàu làm gì, xong cuối cùng là tới cái giờ học thì đủ cái lý do lý chấu hết. Thế mình ở nhà mình lo cái chuyện của mình đi các anh chị nhỉ, anh chị hiểu em nói không ạ? Đó là học hời hợt,
Có nghĩa là bản thân các anh chị chưa có một cái mục đích rõ ràng, chưa có một cái quyết tâm rõ ràng, chưa có một cái sự khao khát rõ ràng. Ở đây là mình lúc thì mình học xong rồi lúc thì mình lo cái chuyện nhà cửa, con gái, mấy cái chuyện gia đình của anh chị mà anh chị không xử lý được. Thì anh chị đến đây anh chị học, anh chị trở thành doanh nhân, làm sao anh chị xử lý được doanh nghiệp, làm sao anh chị tạo doanh nghiệp triệu đô, thu nhập 10 con số, đi du lịch vòng quanh thế giới. Các anh chị ơi, anh chị hiểu đúng không ạ? Mấy cái chuyện linh tinh trong nhà của mình đó, mình còn không xử lý không xong, rồi mình còn kêu ca tùm lum la hết. Thì anh chị học rất là hời hợt các anh chị ha. Ở đây em không có trách các anh chị, nhưng mà em phải nói ra các anh chị thấy, để anh chị nhìn ra cái vấn đề. Khi mà mình nhìn ra được cái vấn đề, mình đứng cao hơn cái vấn đề, thì mấy cái linh tinh nó không là gì trong cuộc sống của anh chị cả. Anh chị cũng không cần phải trâu mày trâu mặt ra để mà xử lý rồi các kiểu thứ, mà chỉ cần anh chị đứng cao hơn một cái vấn đề một chút xíu, anh chị có thể nhìn ra được và anh chị xử lý nó nhẹ nhàng. Nó chỉ là bằng cái miệng các anh chị, chứ buông lời nói ra thôi là nó được rồi, mà anh chị lại không có chọn cái cách xử lý đó, được không ạ? Vậy nên là anh chị cần phải nhìn ra nè, coi thử là chúng ta cái việc học của mình đó, nó có đang hời hợt không. Nó hời hợt là như vậy đó các anh chị. Rồi sao ạ? Học xong thì nó xong. Học xong là nó xong. Anh chị cũng chả cần biết là cái kiến thức đó mình mới học xong đó, mình đã xài nó chưa? Mình học xong cái kiến thức đó, rồi mình có làm gì với cái mớ kiến thức mà mình mới ghi ra đó, mình mới học ra đó, mình mới vừa được nghe giảng ra đó, được một cái người giàu, một người triệu phú, một người có doanh nghiệp triệu đô, thu nhập hàng 10 con số, đi du lịch vòng quanh thế giới, có thể có một cuộc sống mà nó đủ cái thứ tuyệt vời như vậy, vừa chia sẻ cho mình cái thứ đó đó, rồi anh chị đã làm gì với cái mớ đó rồi? Có không ạ? Hay là mình cứ vứt đại nó ra đó, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, ứng dụng được thì ứng dụng, không được thì thôi vứt. Các anh chị có không ạ? Rồi xong rồi cái là năm tháng trôi qua, cuộc đời nó vẫn cứ vậy hoài, nó không có một sự tiến bộ, nó cũng không có một sự thay đổi khi mà học ở đây các anh chị. Thế em hỏi các anh chị có đang gặp cái trường hợp đó không? Hời hợt chưa? Anh chị thấy anh chị làm hời hợt chưa? Rồi xong anh chị nói rằng là cuộc sống của chị sao nó đầy đủ cái thứ chuyện hết, chị không có tập trung học được. Đủ cái thứ chuyện là do ai hút tới? Là do các anh chị hay là do ai ạ? Đúng không ạ? Nên là anh chị xem lại thử nè, mình dính vô cái nhóm đó không? Dính chắc nụi. Nếu như ngày hôm nay anh chị học trên một tháng mà anh chị chưa có lên lớp được là anh chị đang học hời hợt. Nếu như anh chị học trên 3 tháng rồi nhưng mà anh chị vẫn chưa có một cái sự tiến bộ thì anh chị đang học hời hợt. Được không ạ? Bao nhiêu số anh chị đang nghe theo nó rất là rõ, anh chị comment tôi đang nghe rất rõ giùm em ạ. Anh chị đang nghe rõ, anh chị comment tôi đang nghe rất rõ. Rồi có một số anh chị rất là vui anh chị nha. Anh chị cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh không à. Anh chị thử, trước khi anh chị đổ lỗi cho hoàn cảnh thì anh chị hãy hỏi lại chính mình nè, mình có đang học hời hợt không? Cảm ơn các anh chị đã comment ha. Ok, trước khi mà các anh chị đổ lỗi cho hoàn cảnh thì chị phải tự hỏi chính mình là mình có đang học hời hợt không? Ồ, đi học chứ không phải đi chơi các anh chị nhé. Đi học để mà mình nâng một cái cấp độ tài chính từ thu nhập đó lên gấp đôi cái thu nhập đó. Nó là một cái hành trình mà mình phải tiếp nạp tư duy và mình phải lột xác bản thân. Chứ nó không phải là một hành trình ngầu chơi, cưỡi ngựa xem hoa các anh chị ạ. Nên các anh chị cần hiểu đúng cái từ đi học của mình ấy. Hiểu đúng cái từ đó thì anh chị sẽ làm nó tốt hơn. Các anh chị hình dung là anh chị làm nó tốt hơn các anh chị ạ. Anh chị học nó tốt hơn và nó mang lại kết quả anh chị hơn. Cái nhóm thứ tư các anh chị nhé. Cái nhóm thứ tư là anh chị biết sao mà học để không bị thua các anh chị ạ. Nhóm thứ tư các anh chị học để không bị thua, học để không thua bạn thua mẹ thôi, học để cho có kiến thức, học để thua là
là học như thế nào anh chị biết không ạ? Học để cho có kiến thức, anh chị ghi vô đi, học cho có kiến thức chơi vậy thôi ra. Để mà hả, nếu mà ai hỏi mình á, ừ tôi biết luật giảng chưa, ừ tôi có biết đó nha. Ai hỏi bạn á, ừ đúng rồi, phải luôn tập trung vào những điều tích cực, đúng rồi, là mình phải có cái tư duy dày 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 đó. Đó là học cho có kiến thức. Bao nhiêu số anh chị đây thuộc cái nhóm học cho có kiến thức các anh chị ơi? Ôi cái nhóm này em thấy nó nhiều lắm luôn đó. Thậm chí rằng là những anh chị ở bên ngoài vô học cho có kiến thức thôi anh chị nhá. Thậm chí là anh chị nghe cái gì mà có kiến thức là anh chị nhào tới, anh chị giống như là một cái con thiêu thân mà thiêu vô vậy đó, lao tới vậy đó. Không cần biết rằng là cái đó nó có giúp được cái mình không đó. Học để có kiến thức. Bây giờ em hỏi các anh chị là thuộc cái nhóm này à? Có nghĩa là anh chị thấy Zoom là anh chị bay vô anh chị học, chả biết cái Zoom đó là nói cái gì. Có cái Zoom là anh chị cứ vô thôi, cũng không biết, cũng không còn biết là trong cái Zoom đó người ta mới vừa dạy cho mình cái gì nữa. Học xong ra xong rồi cũng không biết rằng là mình học cái đó là cái gì, mình ứng dụng sao, rồi mình ứng dụng cái đây làm sao để cho nó đạt được cái sự thành công của mình. Bao nhiêu số anh chị đây mình đang như thế? Có không anh chị? Có chứ, đầy trong này đúng không? Không sao, ngày hôm nay thêm nói ra để anh chị nhìn nhận bản thân mình thôi. Ở đây không phải là nói các anh chị như thế nào đâu nhé, mà theo chỉ nhìn nói để chúng ta cùng nhau nhìn lại bản thân của mình. Và hồi xưa theo cứ nghĩ rằng là anh chị tới đây học chứ theo là để học để xây dựng tài chính, học để trở nên thành công và giàu có. Chứ em nào ngờ các anh chị học để có kiến thức các anh chị. Bề ngoài cái miệng anh chị nói rằng là anh chị học để anh chị thành công, nhưng mà bên trong ruột các anh chị, cái hành xử của các anh chị là hành xử của một người học để có kiến thức. Theo không nghĩ, trước đây theo không hề biết rằng là sẽ có nhóm người như vậy các anh chị ạ. Theo tưởng đâu là các anh chị tới đây à là để học chứ đâu có biết đâu. Nhưng mà không, nó đầy cái thành phần trong này, nó đầy cái nhóm trong này các anh chị ạ. Nó đầy trong này à. Ha, thế là thêm mới bắt đầu tó quả linh tinh luôn. Trời ơi, vậy là anh chị tới đây không phải là vì học từ theo hoặc là học từ anh chị trong câu lạc bộ, không phải là để trở thành một con người có thể là có những cái có thể làm được những thứ như theo đã làm ra, hoặc là có thể làm được những thứ như anh chị trong câu lạc bộ để làm ra, mà thật ra là anh chị chỉ muốn có cái kiến thức thôi. Có đó các anh chị nhá. Nhiều khi anh chị đang mắc phải cái lỗi này nhưng mà anh chị cũng không biết nè. Dấu hiệu nè, ví dụ như rằng là đó anh chị ha, có nghĩa là cái gì anh chị cũng học hết trơn, cái gì anh chị cũng muốn học hết á, nhưng mà tới cái đoạn mà bảo làm cái gì thì không làm. Bảo làm cái gì đấy thì không làm các anh chị nhé. Bao nhiêu số anh chị ở đây mình đã được anh chị trong câu lạc bộ gợi ý cho các anh chị rằng là nếu như anh chị muốn có một cái sự thay đổi lớn, anh chị hãy cho phép mình được tham gia vào những cái chương trình như là sống rèn luyện thân tâm trí, như là 60 ngày làm chủ cuộc đời, và chương trình rèn luyện thân tâm trí như là doanh nhân chạm tới hóa vàng, để có một cái kết quả tốt hơn, để có được một cái thành công nó tốt hơn, được học, được làm những cái quy trình tốt hơn. Nhưng mà các anh chị không có đếm xỉa gì hết, có không ạ? Anh chị cũng không có đếm xỉa gì hết các anh chị nha. Vậy thì anh chị đó thuộc cái nhóm nào các anh chị? Thuộc cái nhóm gì ạ? Rồi những anh chị trong câu lạc bộ chia sẻ cho anh chị những cái cách thức để mà anh chị học nó hiệu quả hơn, nhưng mà anh chị cũng không có làm theo, thì anh chị đang thuộc cái nhóm nào các anh chị biết không ạ? Nhóm số 4 là anh chị học để cho anh chị có cái kiến thức thôi. Anh chị không có mấy may mày may gì tới cái việc mà làm sao để cho nó ra kết quả hết á. Và anh chị học để mà anh chị thức tỉnh thôi chứ anh. Bao nhiêu số anh chị đây mình học để cho mình tỉnh ngộ thôi. Có nghĩa là mình ngộ ra được, mình biết được rằng là cái
cái kiến thức đó là như thế, nhưng mà mình không có xài nha anh chị. Có không ạ? Anh chị học xong, anh chị học xong một cái kiến thức, anh chị nghe nói xong anh chị thấy nó đúng không ạ? Anh chị thấy nó đúng, anh chị thấy nó hay, anh chị thấy rằng là ồ, thì ra là như thế. Nhưng mà cái cuối cùng là anh chị không có làm theo. Anh chị có đang thuộc cái nhóm đó không ạ? Anh chị có đang thuộc cái nhóm đó không các anh chị ơi? Thì đó là cái nhóm thứ tư, đó chính là cái nhóm đi học thôi. Nhóm đi học cho mình có cái kiến thức, có cái bài học thôi các anh chị. Chứ anh chị không có thực hành theo. Bao nhiêu số anh chị đây, anh chị biết được một cái điều, đó chính là người thành công khác với người không thành công là tập trung nghĩ về những điều mình muốn. Nhưng mà anh chị suốt ngày vẫn cứ tập trung nói rằng là anh chị vẫn nghĩ về những cái điều anh chị không muốn ạ. Nha các anh chị nhá. Đó này là các anh chị hãy trở thành cái nhóm rằng là gì? Đừng có học như vậy các anh chị. Học xong là phải thực hành. Và đặc biệt rằng là cái người đi trước mình họ chỉ như sao thì mình nên làm theo như vậy. Mình học. Và có cái nhóm số 5 các anh chị. Mình đừng có chọn làm theo ý của mình. Cái nhóm mà anh chị nhóm số 4 á, một cái biểu hiện nữa này các anh chị. Chính là cái gì dễ thì làm, cái gì mà thấy nó hơi khó khó là bỏ qua. Thấy cái gì mình dễ thì mình ok mình làm, còn thấy mà nó hơi chặt chùa xíu là bắt đầu bỏ qua nha các anh chị nhé. Còn cái nhóm số 5 các anh chị, và em để ý là cái nhóm số 4 là không, thường là sẽ chọn cái cách là gì ạ? Chọn cái cách là tự học, tự học thôi, tự làm theo ý mình và tự học. Và cuối cùng là gì ạ? 5 tháng trôi qua vẫn không có gì thay đổi các anh chị nhé. Rồi, cái nhóm số 5 nè. Nhóm số 5 này các anh chị, đó chính là cái nhóm học để giành chiến thắng. Học để giàu á. Học để tạo ra tiền á, chứ không phải học để chơi nha. Còn cái nhóm số 4 là học hiểu đó, nhưng mà không bao giờ tạo ra tiền các anh chị. Nhóm số 5 các anh chị ơi, học để giành chiến thắng, học để tạo ra tiền các anh chị. Học sao mà phải tạo ra tiền? Học làm sao để tạo ra sự giàu có? Học là để tạo ra sự giàu có, sự thành công. Học là để lên lớp. Học là để phát triển bản thân. Học là để cái khả năng tạo ra tiền của họ nó cao hơn. Học là để gia tăng cái bản thân của mình. Học là để gia tăng cái giá trị của mình. Họ biết là cái việc họ đi học là để gia tăng cái giá trị của mình, và họ phải tạo ra sự giàu có cho mình bằng cách nào. Dù có thế nào thì họ cũng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để họ có thể đạt được cái sự thành công của họ mà thôi. Các anh chị ha? Thì em hỏi các anh chị là anh chị đang thuộc cái nhóm nào? Anh chị định vị cái nhóm nào ạ? Cho hỏi tất cả anh chị đây, mình định vị cái nhóm nào ạ? Thì mình hãy comment xuống cho em được không ạ? Yes. Okay. Vậy thì cái cách học nhóm số 5 là như thế nào? Em hỏi các anh chị đó. Thì nếu như các anh chị nói rằng là tôi học là để chiến thắng, tôi học là để thành công, nhưng mà cái cách học của cái người nhóm số 5 là như thế nào anh chị biết không ạ? Học nghiêm túc. Các anh chị nói là học nghiêm túc. Kỷ luật bản thân. Học phải đi đâu để thực hành. Thực hành là như thế nào các anh chị? Thế anh chị biết thực hành là như thế nào không ạ? Học bất chấp là thấy nó hơi hơi không đúng nha các anh chị nha. Xài từ đó là hơi. Học bất chấp có nghĩa là thấy cái gì học đó. Không biết cái nào nó quan trọng với mình hay không, muốn học luôn á. Học ứng dụng tạo ra tiền. Tại sao mà anh chị có biết là tại sao mà một anh chị ở cái lớp mầm, có nghĩa là cái lớp mà anh chị
khi mà anh chị học cái lớp mầm á, cái lớp mầm á, là anh chị tạo ra cái cấp độ tiền nó khác nha. Anh chị vào cái lớp 60 ngày á, anh chị có cái cấp độ tiền nó khác. Và cái cấp doanh nhân anh chị có cái cấp độ tiền nó khác. Anh chị biết lý do tại sao cấp độ tiền nó khác không ạ? Là để đo được cái mức độ của các anh chị đó. Để đo được cái mức độ của các anh chị nó đã tới đâu rồi, cái tần số các anh chị nó tới đâu rồi, cái level các anh chị nó tới đâu rồi, thì sẽ chia sẻ kiến thức đó cho nó phù hợp đó. Nếu như anh chị nói rằng là điều kiện của cái lớp doanh nhân sao mà nó cao quá, thì chứng tỏ anh chị hiểu là cái gì rồi đó, đúng không ạ? Anh chị hiểu rằng là anh chị chưa có cùng cái tần số với cái mức tiền đó. Thì anh chị nghĩ đi, cái mức điều kiện đó mà anh chị không có cùng cái tần số đó, thì anh chị nghĩ là anh chị kiếm được cái mức cao hơn không? Cái mức tiền đó mà anh chị nhìn vô anh chị không có cùng tần số được, thì anh chị kiếm được mức cao hơn mà. Dù anh chị có được rèn luyện cho hung vô, cho giữ vô, thì cuối cùng anh chị có kiếm được cái mức cao hơn không ạ? Anh chị nhìn vô mà. Nên là anh chị cứ hiểu không ạ? Anh chị muốn biết được cái level anh chị tới đâu, anh chị cứ nhìn cái số tiền của anh chị nó ở mức nào, cái số tiền anh chị làm ra mức nào, thì anh chị phải nhìn được cái mức đó. Ok. Và đó là tài sản trí tuệ đó các anh chị. Anh chị sở hữu được cái tài sản đó thì anh chị vô địch thiên hạ. Kiểu gì anh chị cũng vô địch thiên hạ hết đó. Rồi. Vậy thì bao nhiêu sinh chị thuộc cái nhóm số 5? Vậy thì anh chị biết cái nhóm số 5 học như thế nào không ạ? Học nghiêm túc, ghi chép là chuyên về câu đường chữ, chia sẻ ra kiến thức. Nghiêm túc là học như thế nào mới gọi là nghiêm túc các anh chị? Thế mỗi các anh chị học như thế nào là học nghiêm túc? Học như thế nào gọi là học và đi thực hành? Tập trung vào những thứ quan trọng. Kỷ luật nhất quán. Trân trọng là như thế nào ạ? Tập trung 100%. Tập trung 100% là như thế nào gọi là tập trung 100% ạ? Anh chị có hiểu tập trung 100? Anh chị comment mấy cái tiêu đề thì nó hay lắm, nhưng mà vô làm anh chị làm nó trật chùa hết à, đúng không? Biết là học tập trung 100% vậy đó, chứ mà vô ứng dụng nó có 100% được không? Anh ấy là phải tập trung 100% là phải như thế nào ạ? Tập trung thân tâm trí vào buổi học là mình phải làm như thế nào thì nó mới đạt được. Có nghĩa là anh chị biết rằng là mình phải tập trung thân tâm trí. Nhưng mà anh chị biết là cái thân của mình nó phải như thế nào, cái tâm của mình nó như thế nào, cái trí mình nó phải như thế nào thì nó mới đạt được cái level là tập trung 100% thân tâm trí ạ. Dạ. Đó. Ở đây là các anh chị ơi, mình phải hết sức lưu ý cái điều này nhé. Nếu như anh chị học một tháng trôi qua mà anh chị không có gia tăng được cái dòng tiền của mình, có nghĩa là anh chị vẫn không có thấy mình tiến triển về mặt tư duy và thể chất, tư duy và vật chất, thì anh chị phải hiểu rằng cái cách học của mình nó đang không đúng ở đâu đó. Được không ạ? Bao nhiêu anh chị đồng ý nè? Và anh chị biết một cái rủi ro lớn nhất là gì ạ? Cái rủi ro lớn nhất của con người đó chính là không phát triển theo những gì mình học. Không phát triển theo những cái gì mà mình học. Đó là cái rủi ro. Và anh chỉ biết một cái người mà rất là thích người khác rất là thích đào tạo là gì không ạ? Đó là cái người có khả năng thay đổi nhanh, phát triển mạnh. Mà như sao anh chị đây mình muốn hợp tác với người giàu ạ? Mình muốn được hợp tác với tập đoàn tỷ đô ạ? Theo các anh chị, nếu như anh chị được hợp tác với một công ty tập đoàn, hợp tác kinh doanh cùng với một công ty tập đoàn tỷ đô, với một người có tầm nhìn, có kiến thức, có hiểu biết, có tư duy, có trí tuệ, có tư duy, có tầm nhìn, họ nhìn trước được thị trường,
Thì theo các anh chị thì anh chị có cơ may thành công lớn không ạ? Anh chị có dễ thành công trên con đường tài chính của mình không ạ? Hay là anh chị tự mò, tự đi thì nó tốt hơn ạ? Hay là anh chị phải hợp tác với những người mà họ không có kiến thức, không có tư duy, thậm chí rằng là không có tiền luôn? Thì theo các anh chị cái nào dễ hơn ạ? Chị thì cái câu hỏi gặp đặt ra đó chính là anh chị phải như thế nào thì những cái người đó họ sẽ muốn hợp tác với anh chị đây? Cái thái độ của các anh chị như thế nào thì người ta sẽ muốn hợp tác với các anh chị ạ? Dạ, anh chị cần phải biết được mà, anh chị cần phải biết để mà mình trở thành cái con người đó. Và thầy nói các anh chị là lúc xưa Theo cũng chỉ là một người bình thường thôi. Và cái cơ may mà để giúp cho Theo có được cái sự thành công đó là mình có cơ hội được hợp tác với người giàu các anh chị. Nếu như các anh chị đọc cái sách Người Giàu Có Nhất Thành Babylon, ông Nobasil đúng không ạ? Ông Nobasil và ông Akkad đúng không ạ? Akkad là một người giàu có nhất thành Babylon. Và ông trước đây ông chỉ là một cái người điêu khắc chữ thôi các anh chị. Điêu khắc chữ làm thuê cho người ta thôi. Điêu khắc chữ có nghĩa là khắc chữ lại những cái tấm đất sét, sau đó là cái người khác họ tới họ trả tiền. Rồi mà cái người khác họ tới họ trả tiền để mà ông điêu khắc chữ. Thì cái vô tình là được gặp cái ông giàu có đó chính là ông Domasil. Ông Domasil các anh chị. Ông này là một cái người rất giàu có. Và ông tới ông khắc chữ. Thì cái ông Akkad này ông mới hỏi bí kíp làm giàu. Ông chỉ cho tôi với. Thế ông Domasil ông mới chỉ cho. Ông Domasil ông chỉ cho cách quản lý tiền. Ông chỉ cho cách giữ tiền. Và ông chỉ cho cái cách dùng cái tiền nó đầu tư như thế nào. Thì sau một thời gian thì ông Akkad ông đã thực hành rất là giỏi trong cái việc giữ tiền, rồi tiết kiệm tiền, rồi giữ tiền, rồi đầu tư tiền rất là đúng, sinh ra lợi nhuận. Sau khi mà ông Akkad đó, ông ứng dụng cái kiến thức đó, ông tạo ra tiền rồi, thì cái ông Domasil ông hợp tác. Ông nói là bây giờ công việc kinh doanh của tôi là không có ai để quản hết. Và tôi cần hợp tác với một người giống như anh về có thể làm sale dùm cái hàng cho ổng để mà phân phối trên toàn cái thị trường ở đó, chứ còn cái của ổng là không ai làm được hết. Thì hợp tác làm ăn, và từ đó trở về đi ông Akkad ổng đã thành công lấy như diều gặp gió luôn các anh chị nha. Và ổng trở thành cái người giàu có nhất thành Babylon nhờ hợp tác với một người giàu, một người có trí tuệ, có kiến thức. Vậy thì cái thái độ các anh chị nó phải như thế nào thì người ta mới hợp tác với anh chị nha. Vậy thì cái việc mà anh chị học ở đây nè là anh chị rèn luyện cái thân, cái tâm, cái trí của mình. Bao nhiêu số anh chị công nhận với Theo rằng là cái gì đang tạo ra tiền vậy các anh chị? Cái gì đang tạo ra tiền cho các anh chị ạ? Cái gì tạo ra tiền cho các anh chị? Cái gì là cái đi làm kiếm tiền cho anh chị nè? Các anh chị ơi, ai trả lời đúng giỏi nè. Thế theo các anh chị là một người họ đi kinh doanh đúng không ạ? Gì tạo ra tiền ạ? Thế bây giờ em hỏi các anh chị là nếu như anh chị nói là trí tuệ, thế thì anh chị có trí tuệ, anh chị có cái trí não, nhưng mà anh chị không có cái thân thể này, thì các anh chị có thể kinh doanh tạo ra tiền được không ạ? Anh chị có thể đi làm kiếm tiền được không ạ? Đi làm để tạo ra giá trị được không ạ? Và một số anh chị nói là do cái thân. Vậy thì bây giờ cái thân này nó có thể đi làm ra tiền cho các anh chị, nhưng mà cái trí anh chị không có, cái não anh chị không có. Anh chị là một người mất trí, không có những cái tư duy kiến thức gì hết, thì anh chị đi làm tạo ra tiền tốt không ạ?
Và cái tâm của các anh chị nói là anh chị có thân rồi, anh chị có trí rồi, nhưng mà cái tâm của các anh chị nó không có ổn định. Lúc nào nó cũng phá các anh chị làm cái này là nó biểu anh chị làm cái kia đi. Làm cái kia là biểu anh chị làm cái nọ đi. Và đang làm cái này cái nó tập trung cái khác. Cái trí của các anh chị, cái tâm của các anh chị á. Cái tâm của các anh chị rất là dễ bị dao động, rất là dễ bị người ta ai làm cái gì cái là anh chị bật lên. Ai mà làm cái gì xíu là anh chị tức giận lên. Ai mà nói nhỏ nói to là anh chị bực bội lên. Thì anh chị có hợp tác và làm việc được với ai không ạ? Vậy thì cái điều gì mới tạo ra cái sự thành công cho các anh chị đây? Thế em hỏi các anh chị là ba cái thứ đó anh chị đang có cái nào? Ba cái thứ đó anh chị có cái nào ạ? Thì anh chị đang có cái gì ạ? Vậy thì cho em hỏi các anh chị rằng là nếu như cái thân của các anh chị nha, nếu như thân của các anh chị nè, nó yếu ớt, nó không có năng lực, làm một xíu là đuối, ngồi một xíu là mỏi, đứng một xíu là không nổi, tập trung làm một cái gì đó là buồn ngủ liền, thì em hỏi các chị cái thân đó bây giờ ra xài được, làm được cái gì không ạ? Làm giàu được không? Tạo ra bao nhiêu tiền một tháng? Thì hỏi cái thằng đó sắp ra mà đi làm, đi trao giá trị đi thì tạo ra được bao nhiêu tiền một tháng? Rồi cái thứ hai nữa nha, cái não của các anh chị nó không có tư duy, nó không có cái tư duy người giàu, nó có một cái hiểu biết rất là ngắn, cái tầm nhìn rất là ngắn hạn, cái gì cũng thích là làm nhanh có tiền nhanh, cái gì cũng thích rằng là không có gieo nhưng mà muốn gặt liền. Đó là cái trí tuệ, cái suy nghĩ các anh chị, của cái những cái suy nghĩ của những người chợp giật, của những người mà thích ăn xổi thôi. Rồi những cái tư duy là không có, những cái suy nghĩ nó lúc nào nó cũng không làm được, lúc nào cũng là những cái suy nghĩ sợ sệt, lúc nào cũng là cái suy nghĩ không dám làm, không làm được, không làm được gì hết, không biết gì cả đó. Thì các anh chị mang cái trí đó mình đi ra, mình đi kinh doanh thì mình tạo được bao nhiêu tiền, mình ra mình làm việc thì mình tạo ra bao nhiêu tiền, được không ạ? Rồi em hỏi các anh chị rằng là cái tâm của các anh chị là một cái tâm mà rất là dễ bị dao động. Ai nói cái gì là bị sao động liền. Ai nói tiếng lớn, tiếng nhỏ gì cũng bị sao động hết. Ai nói là bạn chắc không được, bạn làm như thế là không được đâu, cái về nhà buồn cả tháng. Bạn làm như vậy là không được nhé, là gì là suy nghĩ cả ngày. Rồi bạn là thế này, bạn là thế kia, là về bắt đầu là dao động, về bắt đầu dao động và phân tán tư tưởng cả tháng trời, không ổn định được tâm lý. Cái tâm các anh chị nó dễ bị dao động như vậy á, thì em hỏi các anh chị cái tâm đó mà đi ra kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu tiền một tháng, nói em nghe coi anh chị ơi. Thế em hỏi anh chị đó, anh chị đang hỏi mà anh chị trả lời chứ anh chị trả lời gì đâu vậy. Anh chị hình dung được không ạ? Bây giờ anh chị nhìn lại đi ạ. Cái thân của anh chị nè, cái trí tuệ anh chị nè, cái trí của anh chị nè, cái tâm của anh chị nè, nó đang như thế nào, thì từ đó anh chị suy ra thử nó bao nhiêu tiền một tháng là anh chị biết liền. Chị trao giá trị, anh chị tạo được bao nhiêu lợi nhuận một tháng, chị đổi được bao nhiêu tiền một tháng dưới cái xã hội này. Anh chị đoán được không ạ? Anh chị có nhìn ra được không ạ? Vậy thì bây giờ anh chị nói rằng là tại sao tôi không tạo ra tiền, anh chị biết cái nguyên nhân chứ, chính bản thân anh chị phải biết cái nguyên nhân chứ. Vậy thì em hỏi các anh chị rằng là vậy thì anh chị đã biết được cái như thế nào để mà mình có thể làm việc tốt nhất chưa? Bây giờ mình phải điều chỉnh cái cơ thể này nè, mình điều chỉnh cái thân, cả cái trí, cả cái tâm của mình như thế nào để mà mình có thể tạo ra tiền nhiều nhất chưa? Anh chị biết luôn chưa? Anh chị có câu trả lời luôn ạ? Việc của các anh chị là mình phải điều chỉnh cả thân tâm trí của mình, hàng ngày phải rèn luyện.
Nếu như mà anh chị thấy cái thân mình nó ù lì quá thì mình phải vận động lên. Anh chị phải vận động lên thì nó mới dắt cái người, nó mới hoạt bát được anh chị ạ. Nếu mà mình thấy cái miệng mình nó nói chuyện mà mở miệng không ra đó, thì mình há miệng ra mình nói cho nó nhiều lên để cho nó hoạt bát cái cơ miệng mình lên các anh chị ạ. Nếu mình thấy cái tay chân mình nó cứ rụt rè thì mình cần phải hành động mạnh lên để mình làm cho cái thân của mình nó hoạt bát lên các anh chị. Anh chị hiểu vấn đề đó không ạ? Nó mới gọi là rèn chứ. Rồi mình thấy người của mình nó cái chỗ nọ nó cứ bị thương, nó cứ lâu lâu nó không khỏe, thì mình cũng nên học cái cách ăn sao mà cho nó khỏe lên. Thì rèn luyện thân, nói chung là nếu mà anh chị muốn biết cái công thức mà nó chuẩn hơn thì các anh chị có những cái chương trình chuyên sâu của câu lạc bộ đó, anh chị có thể đăng ký để anh chị biết mà anh chị chỉnh, được không ạ? Cho anh chị biết rồi anh chị chỉnh. Còn hàng ngày anh chị phải hiểu rằng anh chị phải rèn luyện cả cái cơ thể anh chị. Hỏi các anh chị, anh chị rèn luyện hai rèn cho anh chị ạ. Anh chị tự rèn hay là ai rèn cho các anh chị đây? Mình phải là người tự rèn luyện hay là ai rèn cho mình nha? Có một số anh chị nói vậy nè. Mình biết rằng là mình phải tập trung vào những điều tích cực. Mà sao mà những cái thứ không tích cực nó cứ xen vô hoài à? Chị biết là chị phải nghĩ tới những điều tích cực, nhưng mà những cái thứ không tích cực nó cứ xen vô hoài, rồi riết rồi chị cũng bị mất tập trung với nó luôn. Ủa cái đó là anh chị vô câu lạc bộ anh chị học được bí kíp khi mà có những thứ không tích cực nó xuất hiện thì mình phải sao, thì mình phải chuyển sự tập trung về những thứ tích cực và đừng có quan tâm tới cái thứ không tích cực kia. Đó là cái lý thuyết là mình học vậy đúng không ạ? Nhưng mà vô thực hành, về nhà là mình phải tự mình thực hành và tự mình rèn chứ. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra thì mình nhớ lại cái bài mình học là như thế nào, thì mình đem ra mình rèn là xong, là ngon chứ gì. Thế đặt mục tiêu vào chương trình danh nhân mà đặt cả năm chưa được. Tại vì sao ạ? Tại vì cái thứ mà nó không học được đó, nó cứ diễn ra hoài. Rồi bức tranh không có tiền, bức tranh không có giỏi, bức tranh là không có thời gian học, bức tranh là gì đó nó cứ hiện lên một bay nhìn nè. Thì cái đầu nào anh chị mới học được? Anh chị hiểu vấn đề đó không ạ? Rồi mình vô câu là mình học là gì? Phải tập trung vào những điều mình muốn. Tập trung vào những điều mình muốn, đừng bao giờ tập trung vào những điều mình không muốn nha anh em nha. Anh em ơi, một trong những bí kíp để chúng ta có thể biến những điều trong tâm trí trở thành sự thật, đó là hãy tập trung vào những điều mình muốn. Người ta chỉ cho anh chị thôi, chứ sao mà người ta có thể chuyển cái não anh chị được. Ai mà biết sáng anh chị nghĩ gì, trưa anh chị nghĩ gì, tối anh chị nghĩ gì mà alo nhắc nhở các anh chị. Mình học mình biết rồi đó, mà về nhà mình tự xử cái não mình nè. Mình mới học cái chuyện kia là tập trung vào những điều mình muốn. Ngay bây giờ muốn gì? Nói nghe muốn gì? Muốn vô lớp danh nhân học đúng không? Cái một nửa kia nó, nhưng mà không có tiền sao học. Cái một nửa kia nó, bây giờ phải vô lớp danh nhân mới học được. Nhưng mà nửa kia nó, bây giờ không có thời gian sao học. Nhưng mà phải vô lớp danh nhân thì mình mới học, mình mới thành công, mình mới có kiến thức, mình ứng dụng được. Nhưng mà trước giờ mình đâu có kinh doanh gì đâu, vô học biết có được không? Cái nửa nọ nửa kia thì mình phải tự xử nó, mình phải xử nó anh chị. Thế là mình mới đặt cái câu hỏi này. Thế bây giờ tôi hỏi mày là bây giờ bí kíp biến những cái điều trong tâm trí thành sự thật là tập trung vào những điều mình muốn. Mày hỏi vậy từ sáng giờ tập trung vào những điều mình muốn chưa? Thế là đi qua đi lại rồi tập trung vào những điều mình muốn chưa? Chưa đúng không anh chị? Chưa luyện đúng không ạ? Anh chị hiểu vấn đề không? Cái não các anh chị mà anh chị không xử được thì ai xử các anh chị được? Cái não các anh chị mà anh chị không rèn được thì ai rèn các anh chị được? Não của mình, chỉ có mình mới là người rèn luyện nó thôi. Anh chị đồng ý không ạ? Còn cái này mới vui nữa này các anh chị nhé. Đây là hữu quỹ tự do tài chính. Hằng ngày bỏ tiền vô đây. Tiền này là giúp cho mình gia tăng tài sản. Tiền này là sẽ giúp cho mình đầu tư trí tuệ. Mình sẽ đầu tư trí tuệ, mình đầu tư gia tăng tài sản. Sau khi mình đầu tư trí tuệ thì mình sẽ biết cách dùng cái tiền này đầu tư gia tăng tài sản.
cái hàng hồi nữa cái nhưng mà mình đang nợ bà tám, bây giờ nợ bà tám thiếu 2 triệu, bây giờ biết sao bà tám mới đòn, bây giờ mình phải lấy cái tiền này ra thôi, tại vì mình phải đi trả tiền cho bà tám, nhưng mà đã nói cái tiền này là để học mà, nhưng mà bây giờ đang nợ bà tám mà, bây giờ phải lấy ra mượn đỡ đi, đừng hỏi bữa có tiền bao nhiêu, nhưng mà cái tiền này để đăng ký trí tệ để đi đầu tư tài sản mà, nhưng mà phải đang nợ bà tám, thế là sao ạ? Thì hốt nó ra chứ sao, thì cứ hốt ra đi, cứ hốt ra rồi rồi mượn đỡ đi, rồi làm gì đó làm đi, rồi xong hốt ra, cái thời khắc mà bạn hốt ra là bạn xong rồi đó, bạn xong đời bạn luôn, coi như là vũ trụ nói ok vậy ta, nó là đi đầu tư trí tuệ mà, nó là đi gia tăng tài sản mà sao thấy hốt ra rồi, chuyện vô mà tiền anh chị đã bỏ ra đây là coi như nó không tồn tại rồi các anh chị nhá, cái này nó không không coi như nó đã đi làm cái sứ mệnh của nó là gia tăng tài sản rồi, mình coi như là nó không có xài được nữa trong những cái trường hợp khác. Bây giờ có nợ bà tám hay là có cái chuyện gì trong gia đình của các anh chị, một số anh chị nói nhưng mà chuyện trong gia đình của chị xảy ra thì chị không xử lý thì sao được, có lấy cái tiền đó ra xử lý thì cũng không có thay đổi được cái gì đâu ạ. Mà anh chị cứ nhắc quán cái đó đi, được kiểu gì cái số tiền kia nó cũng sẽ có cái thứ để lắp vô, tại vì vũ trụ là sao ạ, vũ trụ nó lắp đầy cho các anh chị, nó sẽ có cái chuyện cái tiền đó mình kiểu gì mình cũng sẽ xử lý được, còn cái tiền đó mình đã ấn định là để mình xây dựng tương lai ước mơ cho mình, được không ạ? Vì vậy nên các anh chị mình đã học rồi, tập trung vào những điều mình muốn, tập trung vào những điều mình muốn, tập trung vào điều mình muốn là sao, là bây giờ tôi có dư tiền cho tôi học, có dư tiền để tôi gia tăng tài sản, nhưng mà cái chuyện kia tôi vẫn xử lý êm đẹp, đó là gọi là tập trung vào điều mình muốn. Còn không có chịu tập trung vào cái điều đó đâu mà, nhưng mà bây giờ phải trả tiền cho bà tám, nhưng mà bây giờ không mượn tiền trong này thì không biết tiền ở đâu mà mượn cả, nhưng mà không lấy tiền trong này thì sẽ không có biết lấy tiền ở đâu hết, không có biết chứ không phải là nó chưa biết chứ không phải là nó không biết, tiềm thức của mình đâu lâu ra mình lấy sức mạnh tiềm thức ra mình xài chứ các anh chị. Những cái lúc đó là những cái lúc mà cần sử dụng sức mạnh của siêu nhiên mà không có dùng. Tập trung vào điều mình muốn đâu. Rồi có biết kiếp là được học ở trong câu lạc bộ rồi tập trung vào điều mình muốn đâu. Rồi có bao giờ lấy cái câu hỏi là ngay bây giờ cái lúc này mình muốn cái gì? Em nói các anh chị cái thời em mới ứng dụng như các anh chị đây, em đã hỏi hàng vạn lần cái câu đó. Ê, bây giờ mày đang muốn cái gì vậy thêm? Bây giờ đang muốn cái gì vậy thêm? Muốn cái gì à? Bây giờ đang muốn cái gì? Tức là giờ đang muốn cái gì? Thế cái kết quả mình muốn là gì? Mình đang muốn cái gì? Đang muốn cái gì? Mình đang muốn cái gì vậy? Cái câu đó mình hỏi vạn lần các anh chị nhá. Hỏi hoài luôn á. Thì vì cái não mình nó cứ chạy qua chạy lại. Tại vì tâm các anh chị, nếu như mà cái tâm của các anh chị mà nó ổn định được thì các anh chị thành chính quả rồi. Nhưng mà chúng ta phải luyện các anh chị ạ. Được không ạ? Bao nhiêu số anh chị hiểu nè. Cái này là mấy cái vụ đó anh chị phải ok hết đi. Đúng không ạ? Anh chị ok hết là kiểu gì anh chị kinh doanh. Anh chị học thêm tư duy kinh doanh đó là anh chị ngon thôi. Anh chị đi ra kinh doanh kiểu gì anh chị cũng thắng hết trơn á. Kiểu gì anh chị cũng làm được hết đó. Tại vì anh chị hiểu không ạ? Mấy cái chuyện mà mấy cái đó anh chị không ai ngoài kia họ làm được, mà anh chị làm được là anh chị có giá trị với cuộc đời này. Đó. Rồi bao nhiêu số anh chị hiểu được cái cách học ạ? Đó chính là mình học ở trong này ha. Là mình học, mình biết cái cách. Mình phải ra ngoài đời, mình phải sử dụng cho cái cơ thể của mình. Và cái cơ thể các anh chị, chỉ có anh chị mới là cái người rèn được nó thôi. Chỉ có mình mới là cái người xử được nó thôi. Ha. Nên là cái việc mà anh chị học xong á, là ít ra anh chị phải nốt là anh chị học cái gì. Rồi, là tiếp theo đến cái bí kíp tiếp theo rồi. Rồi. Ủa, không phải cái bút của chị. Cái thì cũng không phải là cái bút của chị. Rồi các anh chị ha. Bây giờ mình đi học đúng không ạ? Thì mình phải nốt cái ý bài lại.
Thì sau khi mà mình ghi mấy cái bí kíp lại xong á các anh chị, ít ra anh chị cũng phải đọc lần lần đúng không ạ? Mình đọc lại là cái này là ví dụ như anh chị đọc rằng là gì ạ? Hãy luôn tập trung vào những điều mình muốn. Đó. Và mọi sự vật được diễn ra hai lần. Một lần là ở bên trong và một lần ở bên ngoài. Mọi sự việc được diễn ra hai lần, một lần bên trong, một lần bên ngoài. Mình đọc để mình nhớ hồi nữa mình ra mà não mình nó chạy dầm 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 là mình phải nhắc nó liền. Anh chị hình dung không? Ủa? Mọi sự vật là diễn ra hai lần, một lần ở bên trong, một lần ở bên ngoài. Ủa hồi nãy giờ mình diễn cái gì trong đầu mình vậy ta? Hồi nãy giờ trong đầu mình nó diễn cái gì vậy? Nó ra bên ngoài là thấy bà luôn. Phải đổi ngay gì chứ, nó ra bên ngoài là thấy bà luôn rồi. Mấy cái đó mà ra bên ngoài là xong phim. Không có được. Đổi lại. Anh chị vô mình đổi liền. Có anh chị nào mình dám để đó không? Nhưng mà anh chị học xong anh chị không có nói ra. Não cái anh chị nó không có chạy số cái này. Tại vì người kia nói chứ anh chị đâu có nói. Anh chị nói ra là nó nghe lời anh chị nha. Mà người khác nói nó không nghe nha. Thì cái việc của anh chị là anh chị viết ra đến hồi nên chị dạy lại nó. Chị dạy lại nó. Ê nó nghe nè. Mọi sự vật là diễn ra hai lần nha cưng. Một lần bên trong và một lần bên ngoài. Bây giờ mà trong đầu mà cưng cứ để mấy cái hình đây là xong bà rồi. Xong phim. Cuộc đời coi như tới đây là chấm. Cuộc đời tới đây là chấm. Vậy thì ngay bây giờ, ngay lúc này là mình mong... ông thần đèn luôn hỏi bản thân của mình là ngay bây giờ, ngay lúc này bạn mong muốn điều gì? Hãy nói cho tôi biết. Thì bây giờ anh chị ra, anh chị cũng hỏi bản thân. Rồi ngay bây giờ, ngay lúc này là muốn cái gì? Nói cho tiềm thức biết đi. Mong muốn của mình là mệnh lệnh của vũ trụ. Mong muốn của mình là mệnh lệnh của tiềm thức. Mong muốn của mình là mệnh lệnh. Là mệnh lệnh đó. Vậy là chỉ cần mình nói cái gì mình muốn thôi là nó đi thực hiện đó. Nó là mạnh lãng đó. Chứ bây giờ học ra để ngủ. Một nội thứ nhất là học không ghi. Thứ hai là có ghi ra thì cũng vất đó. Chưa bao giờ đọc lại dù là một lần. Và có đọc lại đi chăng nữa thì tới cái lúc mà cần ứng dụng thì quay mất tiêu cái lý thuyết rồi. Anh chị ha. Bây giờ anh chị hiểu rồi nè. Luật hấp dẫn là thứ có thể biến mọi điều trong tâm trí trở thành sự thật. Ngay bây giờ, ngay lúc luật hấp dẫn có thể biến mọi điều trong tâm trí thành hiện thực. Bất cứ điều gì nằm trong đầu của bạn sẽ được hiện ra bên ngoài. Nhưng nếu như trong đầu các anh chị không có cái mong muốn gì hết, hoặc là chỉ có những mong muốn tiêu cực thôi, thì nó cũng sẽ xảy ra bên ngoài luôn. Bao nhiêu sao anh chị anh dùng được không ạ? Mình học ra mình phải dạy lại nhỏ này chứ. Và bao nhiêu sao anh chị công nhận là cái gì anh chị nói ra thì cái người anh chị nó nhớ kỹ hơn là người khác nói. Chứ giờ em hỏi các anh chị nè. Mọi sự vật sự việc là được diễn ra. Mọi sự vật sự việc là được diễn ra hai lần. Một lần là trong đầu của anh chị. Còn một lần là ở đâu ạ? Anh chị trả lời bằng miệng của anh chị nói cho em nghe coi. Anh chị há miệng, chị trả lời giúp em đang nhìn miệng các anh chị nè. Một sự việc là được diễn ra hai lần. Anh chị nói trả lời câu trả lời đầy đủ giúp em nè. Mọi sự vật sự việc là được diễn ra hai lần. Một lần là ở trong đầu các anh chị. Rồi một lần ở đâu ạ? Anh chị há miệng, chị trả lời giúp em à. Anh chị trả lời hết trọn vẹn cái câu giúp em thôi coi. Anh chị trả lời trọn vẹn cái câu luôn. Là anh chị nói là mọi sự vật sự việc được diễn ra hai lần. Anh chị trả lời một cách trọn vẹn cái câu đó luôn. Tập trung nhìn em nói này, đừng có làm gì hết á. Nhìn em luôn. Chỉ thẳng cho mặt em nói nghe em coi. Nhìn em, nhìn mắt nhìn đây nói nè, chứ nhìn đi đâu vậy? Cái kia anh chị nhìn em, anh chị mới tập trung được cho câu đó. Rồi cho hỏi rằng là anh chị mới vừa nói xong á, cơ thể anh chị nó có cái biến chuyển gì không? Cơ thể của anh chị nó giống như vậy hả? Cơ thể của anh chị nó khác hơn chưa? Cơ thể của anh chị nó làm sao rồi?
chị cảm thấy như thế nào rồi? Cơ thể các anh chị nó bắt đầu là nó ngộ ra hơn hay là em nói nó ngộ hơn? Anh chị nói nó tỉnh hơn là em nói nó tỉnh hơn anh chị ơi? Anh chị nói nó tiếp thu hay là em nói nó tiếp thu anh chị ơi? Bởi vậy nó nói rồi anh chị, người ngoài nó không có suy nghĩ gì đâu các anh chị nhá. Cái người ở bên ngoài đó mà nói, mà nó chạm các anh chị, ví dụ như là mi là cái thứ không có làm được cái gì đâu, là tin liền, nghe cái đó thì tin liền. Nhưng mà hả, mọi thứ trên đời này diễn ra hai lần, một lần ở bên trong, một lần bên ngoài nhá. Nên là bất cứ thứ gì là diễn trong đầu là diễn ra bên ngoài đó. Những cái suy nghĩ tích cực thì nó cũng ra ngoài tích cực, suy nghĩ không tích cực thì ra ngoài nó cũng không tích cực luôn. Không có nhớ đâu. Nhưng mà nói vậy nè, mi là cái thứ mà không có làm ăn gì được cái gì đâu, không có làm giàu là không có học gì được đâu. Lo mà nghĩ đi, học là tốn thời gian thôi. À, cái đó thì nhớ liền. À, nói vậy đó, cái cơ thể nó ngộ vậy, nó ngộ kỳ cục vậy đó. Nói cái điều tốt thì không nghe, mà nói cái điều mà không tốt là nghe vô, nghe nghe thấu tim gan vậy đó. Nghe mà nghe để từ cả năm trời nó cũng chưa rớt ra khỏi được. Còn cái câu mà quan trọng thì không nghe. Ở lá đi. Vậy thì này mới nói các anh chị là bây giờ mình biết cái cơ thể mà nó như vậy thì bây giờ mình xử nó làm sao, các anh chị hình dung không? Mình biết nó như thế thì mình phải chơi đúng theo nó thích luôn, nó thích sao mình chiều vậy. Bây giờ thích vậy đúng không? Ok. Thì anh chị về nhà anh chị phải rèn cho nó. Bây giờ anh về anh chị phải dạy lại cho nó. Bao nhiêu số anh chị ở đây mình học xong về nhà mình dạy lại cho cơ thể của mình ạ. Anh chị không dạy lại nó không nghe đâu. Tại vì nó chỉ tin anh chị thôi. Cái con nhỏ nó trung thành ghê lắm. Nó trung thành một lòng một dạ với chủ nhân của nó thôi. Ai nói cái gì nó không nghe. Ai dạy cái gì nó không nghe. Tôi chỉ nghe một mình mày thôi. Tôi chỉ nghe một mình chủ nhân của tôi thôi. Chủ nhân của tôi là số 1. Chủ nhân của tôi là vô địch thiên hạ. Chủ nhân của tôi là người giỏi nhất trên trần gian này. Chủ nhân của tôi nói gì tôi mới nghe. Còn bà nói tôi không nghe. Kiểu vậy đó. Nói vậy đó các anh chị nhá. Nên là hồi nãy giờ em nói cái gì mà thấy nó hay hay đó mình ghi vô. Cái lăng hồi về dạy lại nó đi các anh chị. Mà phải ghi cho đúng. Chứ mà ghi mà nó bị thiếu chữ, thiếu đồ rồi về dạy lại là coi như Trung Quốc các anh chị nha. Nếu mình dạy lại thì mình cũng phải dạy đúng. Bao nhiêu số anh chị vô mà anh chị hiểu được cái điều này ạ? Theo các anh chị thì cái việc mà chúng ta uống nước từ từ như thế này thì nó có tốt không ạ? Anh chị nói đi. Anh chị trả lời đầy đủ cho em nghe. Uống nước từ từ như vậy thì nó rất là tốt cho cơ thể. Thế em hỏi các anh chị là tại sao mình uống nước từ từ như vậy thì là tốt cho cơ thể? Anh chị nói em nghe coi. Tại sao em nói anh chị tại sao uống nước từ từ như vậy là tốt cơ thể? Tại sao ạ? Tại sao ạ? Theo các anh chị là chúng ta nên uống nước cho vội vàng hay là chúng ta uống nước từ từ các anh chị? Theo các anh chị là mình nên uống nước vội vàng hay uống nước từ từ anh chị ơi? Rồi bây giờ xin mời các anh chị cầm ly nước anh chị uống đây để xem anh chị uống như thế nào. Mời các anh chị uống nước em coi nào. Rồi mời các anh chị uống nước đi ạ. Có anh chị nào uống vội vàng không? Uống xem thế nào. Đây là cách mình rèn cơ thể mình tốt nhất các anh chị nha. Được không ạ? Cơ thể của anh chị, thế bây giờ em nói anh chị ơi uống nước từ từ thôi, uống một ngụm nước từ từ thôi. Có người nghe, có người không nghe đó. Nhưng mà cơ thể các anh chị, có cái cơ thể nó nghe, có cơ thể nó không nghe. Nhưng mà em theo mới vừa hỏi anh chị xong thì theo các anh chị là anh chị uống nước anh chị ai uống nước từ từ nó nghe coi. Là anh chị, em vừa giúp cho các anh chị mới rèn được cơ thể anh chị cái gì ạ? Em mới vừa giúp anh chị rèn được cho cơ thể anh chị cái gì ạ? Em vừa giúp cho anh chị tự rèn được cơ thể anh chị cái tính gì đây ạ?
Đây 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 dạ mới liên liên cái gì liên cái gì liên dạ thì mới rèn cho anh chị gì à uống nước từ từ nước từ từ đúng không anh chị tự nói chứ ai uống nước từ từ thì sẽ tốt hơn là uống nước vội vã. Chúng ta uống nước là chúng ta đang uống từ từ thôi. Chứ anh chị là người tự rèn mình chứ ai, đúng không anh chị? Anh chị hiểu cách rèn luyện bản thân chưa? Mình phải dạy nó thì nó mới nghe anh chị ạ. Rồi bây giờ cho anh chị hiểu điều này ạ. Và những anh chị nào mà vào trong lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng á, thì sẽ luyện cho anh chị biết cách. Biết cách là gì ạ? Sẽ chuyên sâu hơn cho các anh chị biết cách rèn luyện cái cơ thể của mình. Chỉ cần một vài câu hỏi thôi. Và đây là nghệ thuật các anh chị. Nghệ thuật để mà các anh chị rèn được bản thân và rèn luyện được cho người khác. Bao nhiêu chị thích cái điều này ạ? Cái này nó không phải là một sớm một chiều anh chị có thể làm được. Mà nó là một nghệ thuật qua một sự rèn luyện. Và theo sẽ dành thời gian rèn cho những anh chị mà doanh nhân. Trở thành một doanh nhân để mà anh chị có thể rèn được bản thân và rèn được người khác. Rèn được cho cả người khác luôn. Chỉ với một cái nghệ thuật đơn giản thôi. Đúng không ạ? Nên chị nào thích thì hãy hỏi trưởng nhóm của mình để có mặt trong chương trình doanh nhân chạm tay hóa vàng các anh chị nha. Tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Và theo hỏi anh chị tiếp nha. Tại sao anh chị học anh chị phải tập trung 100% anh chị biết không? Anh chị thế trả lời với em là tại sao anh chị học anh chị cần phải tập trung 100% à? Tại sao à? Vậy thì cho em hỏi các anh chị là tập trung 100% là như thế nào? Bây giờ mình phải làm sao thì mình mới có khả năng tập trung cao nhất? Anh chị làm sao thì anh chị sẽ có được cái khả năng tập trung cao nhất ạ? Mình học như thế nào thì để anh chị có được cái tập trung cao nhất ạ? Theo các anh chị thì mình sẽ phải học như thế nào thì mình sẽ có được cái khả năng tập trung cao nhất? Nếu như anh chị bỏ ra 1.5 tiếng đồng hồ và người khác cũng bỏ ra 1.5 tiếng đồng hồ, nhưng mà sau 1.5 tiếng đồng hồ đó anh chị có thể dùng cái kiến thức đó tạo ra cho mình một cái sự bứt phá và tạo ra thu nhập cho mình được, làm cho thu nhập của mình tăng lên gấp đôi so với người khác cũng dành 1.5 tiếng đó học nhưng mà không có bứt phá gì cả và vẫn dậm chân tại chỗ, thì theo các anh chị người nào lợi hơn, người học như thế nào là lợi hơn? Ok. Các anh chị nào ở đây mình muốn giao lưu trực tiếp với thầy không ạ? Dạ, thầy sẽ tạo điều kiện cho anh chị nè. Các anh chị nào ở đây mình muốn giao lưu trực tiếp với thầy không ạ? Yes. Thì mục tiêu anh chị giao lưu với thầy để làm gì ạ? Thì anh chị ngồi nghe theo nói, anh chị ngồi học chứ theo từ chưa giờ não anh chị nó có lúc nào nó dừng lại không ạ? Hay là em đang giúp cho não các anh chị nó chạy liên tục à? Bây giờ anh chị nào ở đây mình mong muốn vào chương trình doanh nhân mà mình chưa vô được nè. Cái này được nè. Mà anh chị chưa vô được và anh chị rất là cần cái một cái điều gì đó, một cái sự gỡ gì đó. Anh chị có thích cái cách học mà não anh chị nó phải chạy và vận hành liên tục như vậy hay không?
hay là anh chị thích rằng là mình ngồi im và nghe thôi? Anh chị thích như thế nào ạ? Nếu như mà anh chị thích rằng là vận hành não á, nhưng mà anh chị lại không có luyện cho mình thói quen là làm xuyên comment thì não anh chị nó có chạy được không ạ? Thế nếu như mà anh chị đi học một cái trong một cái chương trình mà nó có cho phép anh chị được comment, mà nếu anh chị không tập trung cái việc mà anh chị ngồi nghe với lại cái việc mà anh chị tập luyện cho mình cái thói quen tập trung comment thì não anh nó sẽ hoạt động hơn, não anh nó sẽ rung chuyển hơn, não anh nó sẽ chạy nhanh hơn, não anh nó sẽ nhích hơn anh chị, thì não ai sẽ tiếp thu cao hơn, anh chị hình dung được không? Vậy thì một trong những cái bí kíp mà để giúp anh chị có thể học hiệu quả hơn, giúp cho não anh chị nó tăng trưởng nhanh hơn, anh chị biết bí kíp gì chưa? Và cái con người quê mình nó linh hoạt hơn các anh chị ạ. Yes. Rồi các anh chị nào đây muốn giao lưu với thêm không ạ? Thì điều kiện mà anh chị giao lưu thêm, anh chị nói nhanh một tí nữa. Thêm bị cái tính là gọi là cái gì nó chậm chậm thì không có thích các anh chị. Anh chị mình mà hết sức vô vấn đề chính. Đừng rườm rà các anh chị nha. Sao? Giờ nghe xong cái là có muốn giao lưu với thêm nữa không? Nghe xong rồi thích tốt quá linh tinh nào. Ok, xin mời Như Quỳnh nè. Như Quỳnh muốn muốn đạt được mục tiêu gì, mong muốn điều gì nè? Em cảm ơn chủ tịch là cứ những mỗi một buổi mà Zoom chủ tịch lên giảng là em cảm thấy là em hút được nhiều rất là năng rất nhiều năng lượng. Năng lượng nó làm gì rồi? Xài cái năng lượng nó làm gì rồi? Dạ em xài làm em học được cách tự tin của chủ tịch và là làm video. Mang Làm mình kết quả thì chưa chưa mang lại nhiều nhưng mà rèn là em thấy tiến bộ rất là nhiều rồi ạ. Và như buổi học hôm nay em nhận thấy rằng là những cái gì mà mình đang mắc phải ấy, thì là mình biết hướng để mình giải quyết hết rồi. à, gỡ hết luôn rồi. Và gỡ hết luôn. Dụ như nếu mà gỡ hết như vậy thì một tuần tới, một tháng tới mình sẽ có kết quả như thế nào về tài chính? Trong một mình gỡ được hết mình mong cái trong một tuần tới thì mình sẽ gỡ được tài chính của mình là mang lại cái thu nhập là được gấp đôi với tháng trước. Tháng trước là bao nhiêu? Tháng trước về đạt 20 mà mong là tháng tháng sau là lên được 40. Tạo ra nhiều doanh thu hơn. Em thấy là em bán hàng ấy thì khách tự tìm đến mình nhiều hơn. Hay góp cửa mua hàng nhiều hơn ạ. Nhiều hơn là gấp bao nhiêu lần? Gấp hơn khá đáng kể đấy ạ. Đáng kể là bao nhiêu lần? Bình thường thì là rất là ít nhưng mà khi mình ứng dụng cái bộ công thức của câu lạc bộ ấy thì em thấy là nó cũng đem lại cái lượng khách hàng là gấp 2 đến 3 lần. À, 2-3 lần. Dạ và Thế thấy họ tin tưởng mình hơn nhé. Bình thường là cứ người bán hàng ở bên ngoài ấy, mà các cái hệ thống đào tạo ấy, thì mình làm theo họ thì những khách hàng họ luôn luôn đề phòng những người bán hàng, họ không không mấy khi họ giao tiếp với mình đâu, nhưng mà khi mà học được thì cái bí kíp của câu lạc bộ ấy, thì mình cảm thấy khách hàng thân thiện với mình hơn, họ cởi mở hơn, xong là họ tự tìm đến mình và họ mua hàng ạ. này là Quỳnh học ở cấp độ học nào?
Em thấy là mình học thì vẫn còn chưa lên cấp độ cao đâu ạ. Tại vì là cái khả năng để mà mình ngấm ấy thì nó tùy vào từng mỗi người. Mà khi mà cứ mới mới đầu thì em vào học thì cứ bên công ty có Zoom ấy, đào tạo em lại thoát ra em vào đại học, xong là bên mình này hôm nào không có Zoom bên công ty em lại vào bên mình, thì em thấy cái hiệu quả nó không cao. Tức là nó vừa cái hôm 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 buổi sáng hôm chủ nhật tuần trước ấy, chủ tịch có cái buổi Zoom lúc 8 giờ, xong là đến 10 giờ lại vào Zoom tiếp, và em ngộ nhận ra từ hôm đấy ạ. Bây giờ chỉ tập trung vào Zoom trong câu lạc bộ thôi ạ. Yes. Đúng rồi, tại vì bây giờ hai môi trường dạy cho hai cái tư duy khác nhau. Tư duy bên kia dạy rằng là bán hàng là phải thế này, tư duy bên này đào Đúng tạo là kinh doanh là phải thế này. Giờ hai cái ra sao xài, xài kiểu gì? rồi. Mình nên Đánh nhau. vô. Ừ, Dạ. sao nó kết quả được? Bây giờ mình xác Đúng định rồi ạ. mình học rồi mình học bên thôi. Em Quỳnh nha. Vâng. Vâng, Ừ. khi mà bên kia họ bảo là họ họ em thấy họ giảng là thất bại là mẹ của thành công, là em bắt đầu em ngộ nhận ra rồi. Chỉ có bên này thôi, về với câu lạc bộ. Em cảm ơn câu lạc bộ, cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ. Là đi ra kinh doanh là không biết thành công không rồi. Thế bây giờ Dạ. là tay lên là mong muốn Quỳnh là giao lưu đi được gì? Em mong muốn là em giao lưu để mà cho tất cả mọi người em ngộ nhận ra được, thì em cũng nói lên để cho tất cả mọi người cùng biết và ai cũng nhận biết được để mà sửa chữa. Thấy đây là Quỳnh có mã doanh nhân này, không biết là Quỳnh đã học và thay đổi rất là nhiều nhiều được nhiều trong cái chương trình doanh nhân chưa? Em cũng có thay đổi ở trong cái chuyện đấy ạ. Nếu mà không vào đây thì không không thể nào mà có sự thay đổi đâu. Thế bây giờ hỏi Quỳnh là Quỳnh nhắm là Quỳnh sẽ thay đổi Và khoảng cái cái nó gia tăng được bao nhiêu lợi nhuận trong một cái tháng tới? em còn mong muốn là gia tăng cái lợi nhuận trong tháng tới, là ít nhất là nó gấp đôi và tiến dần cái theo cái mức độ tư duy của mình lên đấy. Em mong muốn là để đạt được như là những người anh chị đi trước ấy, hoàn thành, người ta họ ứng dụng xuất sắc là mang cái thu nhập từ một năm chuyển thành một tháng ạ. À, có nghĩa mục tiêu đầu tiên là biến lợi nhuận một năm trở thành một tháng. Cái tháng nào thì Quỳnh quyết định là mình sẽ đạt được cái lợi nhuận đó? Em quyết định là trong vòng là vào tháng tháng tư âm lịch. Tháng 4 âm lịch, 4 tháng nữa. Vâng ạ. Nhanh hơn ạ. Bây giờ thu nhập lúc trước của Quỳnh là bao nhiêu tiền? Thu nhập lúc trước của em thì nó bấp bênh lắm ạ. Tức là mình bán hàng này thì mình chốt được thì trung Trung bình bình ạ. là bao nhiêu? Trung bình thì nó vào tầm là 10 đến 15 triệu thôi ạ. 15 triệu. Vâng. Thì nhân cho 10 tháng đi là 150 triệu. Vâng ạ. Bây giờ là mất bao lâu? Bây giờ mình nhắm đi là mình quyết là bao lâu thì mình rèn lên được cái cấp độ đó. 4 tháng hả? Vâng ạ. Có lâu không chủ tịch? Nhưng mà khi vào mình vào doanh nhân rồi thì em nghĩ là nên rút ngắn chủ tịch nhỉ? Cái mục tiêu này là trước khi vào doanh nhân hay là sau? Mục tiêu này của em là từ khi em vào 60 ngày em chưa vào đến doanh nhân đâu. Sau khi vào doanh nhân rồi thì học mấy cái tư duy được 3-4 buổi đó rồi thấy sao? Khi mà em vào thì bắt đầu là chủ tịch mở cái lớp doanh nhân bán hàng bằng sức mạnh tiềm thức, em mới vào thôi ạ. Mới được mấy buổi ạ. Học mấy buổi đó là mình cảm thấy như thế nào rồi? Em cảm thấy là mình ngấm kiến thức rất là nhiều ạ. Tất nhiên là nó chưa ngấm được 100% đâu, nhưng mà nó cũng được 70%. Có nghĩa là cái điều gì làm cho Quỳnh cảm thấy rằng là tại sao trước giờ mình kinh doanh không có được bứt phá chưa? Có cái điều gì mình nhận ra được chưa? Cái điều mà em nhận ra là, tức là mình chưa biết những cái cách thức để mình, giống như là chủ tịch nói, chủ tịch Huy nói là để mình phải có mồi câu ạ. Mình xác định ao cá và mình lấy cái Đây mồi mình câu. nó lộ kiến thức rồi đó. À vâng, đây không nói. Dạ. Rồi em Đúng đúng chỗ đúng nơi thì nó mới có hiệu quả được. đúng rồi, đúng chỗ đúng nơi. Vâng. Người thầy Dạ. dạy nó mới ra kết quả, anh chị không có nghe lung tung được mà. Dạ. Quỳnh ơi, học nhanh nhanh rồi chia sẻ chị đi, học được gì chia sẻ bỏ vô cái bắt đầu ngồi nghe Quỳnh nó xả Mà cái trước đây á,
trước đây em có một rồi, chị lưu ý kiến thức đi qua một cái bộ não rồi khác anh chị. Ok rồi Quỳnh. Em cảm ơn chủ tịch. Mình phải đong đếm được cái sự thay đổi của mình nha. Ví dụ chứ không mình phải rõ ràng hơn, có nghĩa là mình thay đổi như thế nào, mình học ví dụ như là như theo đi, mình sẽ thấy cái tư duy đó, trước đây mình chưa có tư duy đó, bây giờ mình gặp cái tư duy đó thì cái cơ thể của mình nó sẽ có một cái sự thay đổi như thế nào. Nếu như mình thay đổi cái niềm tin như vậy. Ok. Vâng ạ. Rồi thu nhập. Trước đây em cũng hay dạ. Sao? Và trước đây thì em cũng hay là đi lên mạng này rồi xem là cái người ta hướng dẫn cái nào dễ ứng dụng thì mình ứng dụng ấy. Nhưng mà thật ra giống như các chủ tịch nói là cái những cái tư duy mà họ đưa ra ấy thì là chỉ là tư duy theo chiều hướng tích cực thôi, chứ nó không phải là tư duy để hỗ trợ cho sự giàu có. Và cũng thật ra là em cũng bị bấp bênh ở cái chỗ là cái lúc mới về đến câu lạc bộ ấy, khi mà em search trên YouTube ấy, cũng có cái những cái trang mà người ta nói về là câu lạc bộ lừa đảo thế nọ thế kia, mà nhưng mà em đi sâu và em nhìn thấy thì họ chỉ mang những cái hình ảnh trang cá nhân của chị Huy này, của chủ tịch Diễm này, của chủ tịch Theo, với cả của bạn Văn Thiện này, rồi là của những cái chủ tịch Trần Vi, rồi nhiều nhiều chủ tịch nữa, nhưng họ chỉ có mỗi hình ảnh trang cá nhân không thôi chứ không nói lên điều gì cả. Chính là những cái lúc đó là những cái lúc mà cái trong đầu của mình ấy, nó chưa được vững và mình chưa tin tưởng ấy. Nhưng mà khi mà mình càng theo dõi những cái buổi học của câu lạc bộ, mình cảm thấy là nó rất là thực tế, và những cái con người ở trong này được câu lạc bộ đào tạo ra ấy, thì không phải là chỉ một mình lớp trẻ mà cả những cái lớp già nhiều tuổi, các cô các chú lớn tuổi, các chú các cô cứ thành được thì mình còn trẻ tuổi thì mình không thể nào mà mình không thành công được ạ. Ok. Nói chung là bây giờ đã thay đổi được một cái, có nghĩa là mình vượt qua được cái cửa ải đầu tiên, chính là mình vững tâm trí của mình được, mình biết được là cái người thành công thật sự đâu là người chưa thành công thật sự. Vâng, đúng rồi ạ. Đó là một cái buổi hôm nay thật sự em lột xác rồi ạ. Khai mở được hết rồi ạ. Rồi, mục tiêu là 150 triệu đúng không nè? Vâng ạ. 10 lần. Gấp 10 lần. Thì coi thử 4 tháng thì như thế nào, coi lại mục tiêu rồi mình làm cho nó, đặt cái mục tiêu cho nó hoành tráng lên, để mình cái, tại vì cái thời gian mình đặt ra bao lâu thì mình khả năng hành động mình tới đó. Vâng ạ. Làm sao mà cái niềm tin nó phù hợp, nó tin tưởng là được. Được nha. Ok. Vâng. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn chủ tịch ạ. Dạ. Ok, các anh chị nha. À, các anh chị có, hôm nay là thứ bảy nè, các anh chị đâu có đi làm luôn chiều đâu đúng không ạ? Anh chị có muốn giao lưu thêm dưới thêm không ạ? Thêm dành cho anh chị 20 phút nữa. Anh chị nào muốn ạ? Có anh chị nào ok không ạ? Rồi em thấy có chị Hoàng Yến nè. Xin mời chị Hoàng Yến ạ. Lâu quá chưa gặp chị Hoàng Yến. Xin chào Bích Thiêu, chào tất cả các anh chị trong buổi học hôm nay nha. Và mình xin tự giới thiệu là chị tên Hoàng Yến, mình ở thị trường tỉnh Tiền Giang. Rồi chị Yến ơi, chị có gì chị hỏi em ạ? Chị có câu hỏi này, có nghĩa là bây giờ chị vào cái lớp là 60 ngày rồi, và chị vào được một tháng thì chị đưa một cái nhóm vào là tất cả các anh chị là 20 mấy người rồi. Thì trong đó là bây giờ 3 người đã vào, 2 người vào 60 ngày, và 2 người này chuẩn bị là vào doanh nhân. Thì còn một số anh chị ở ngoài á, chị chia sẻ á, thì họ rất thích cái câu lạc bộ của mình, họ cũng vào tham gia. Nhưng mà để đưa họ vào 60 ngày thì họ chưa đủ điều kiện. Thì bây giờ cả luôn chị, bản thân chị cũng vậy, chị mong muốn là được vào cái lớp doanh nhân sớm nhất đó, và cùng tất cả những anh chị, những cái con người mà họ khát khao vào 60 ngày, làm sao để mà giúp họ để họ được vào cùng nhau học. Đó là điều chị rất là mong muốn cái trong cái chương trình học chị. Tại vì chị biết là vào đây là chị đã nắm kiến thức và chị đã hiểu, cho nên là những khi chia sẻ ở ngoài với mọi người á, là mọi người cũng đã nắm được cái giá trị trong cái khóa học này như thế nào đó. Nhưng mà hỏi lại thì họ chưa có cái đủ điều kiện để họ vào những cái lớp gọi là 60 ngày. Thì cách như thế nào giúp chị để mà chị đưa cái cùng nhau giúp nhau để mà tham gia khóa học nhanh nhất?
Ok chị Yến ha. Thì chị Yến rất là tuyệt vời ở chỗ rằng là mình thấy cái gì hay cho mình là mình giúp mọi người đúng không? Giúp mọi người vào chương trình 60 ngày. Bản thân chị là mong muốn vào chương trình doanh nhân. Thì chị hiểu một cái điều như thế này nè. Cái cấp độ có nghĩa rằng là để mà chị có, tại sao là chương trình nó đưa ra những cái mức như vậy, mức điều kiện khác nhau cho mỗi cái chương trình khác nhau, là bởi vì anh chị nào mà đạt được cái mức tài chính đó thì khi mà mình vào mình học á, mình sẽ có cái sự cảm thụ nó khác. Chị hình như đó là một cái sự level level đi lên. Thành ra là nếu như mà anh chị mà mình vẫn chưa đạt được cái mức điều kiện của 60 ngày mà mình vô doanh nhân mình học, thật sự thì nó cũng anh chị cũng không làm được, cũng rất là trớn, nó không có vô được, và làm cho cái người dạy nó rất là khó, làm cho cái người rèn luyện, cái người mà hướng dẫn á, như em ở đây em nói giống như nó một đường, anh chị hiểu một nẻo vậy đó, nó không khớp lại được, chị hình như không ạ? Yes. Và nó là nên là đó là một cái mà gọi là cái điều kiện, đã nói là cái điều kiện thì có nghĩa rằng là các anh chị phải làm thế nào để mà đạt được cái điều kiện đó, phải vượt qua được cái điều kiện đó. Vậy thì chứng tỏ khi mà chị đạt được cái điều kiện đó, chứng tỏ rằng là cái thân, cái tâm, cái trí của chị nó đã được rèn luyện tới đó rồi. Chị nhìn không ạ? Và cái mức đầu tiên là cái mức 60 ngày là những anh chị giống như là mình, mức cơ bản nhất cho các anh chị để mà anh chị rèn tới cái mức 60 ngày nên chị vượt lên cái mức cao hơn. Đó nên là để mà chị Yến mà có thể giúp được các anh chị đủ điều kiện ở đây á, không phải là chị cho tiền họ học, không phải là chị tạo điều kiện bằng cách là cho họ mã, họ học thoải mái. Cái đó không phải là mình giúp họ, đúng không? Chị công nhận với em không? Chị công nhận với em rằng khi mình cho ai một cái gì đó một cách miễn phí thì họ không cần phải phát triển nữa để đạt được cái điều đấy. Chị ý nghĩ em nói không ạ? Yes. Thì đó là cái lý do mà em không không có giúp anh chị bằng con đường đó, dù anh chị có hiểu như thế nào thì cũng không giúp được. Tại vì bây giờ chị thử nghĩ đi, bất kỳ anh chị nào chị nói rằng bây giờ tôi cho bạn học miễn phí đó, bạn cho bạn học đi, rồi điều kiện bạn đặt sau, thì theo chị rằng là họ đâu còn cái mục tiêu, họ đâu còn cái khát khao, cái gọi là cái mục tiêu cháy bỏng, cái khát khao cháy bỏng để mà họ có phải thức dậy sớm, để mà họ có phải rằng là rèn thân, để mà họ chịu ghi bài, để chịu là gì ứng dụng bài để mà đạt được cái mục tiêu đó. Bởi vì cái ước mơ đó, cái mục tiêu đó nó hết rồi, nó mất rồi, họ không còn cái động lực nữa chị ạ. À, chị Yến hiểu nó đúng không? Đó, bản thân chị Yến cũng vậy, hiện tại chị có một cái mục tiêu cháy bỏng là chị được học cái lớp doanh nhân, chị được đào tạo rèn luyện như một người doanh nhân thật sự, được sở hữu những cái trí tuệ của một người doanh nhân, đó là cái mục tiêu. Và chính cái mục tiêu đó, cái ước vọng đó, nó mới khiến con người của chị thôi thúc chị ngồi dậy mỗi buổi sáng, thôi thúc chị phải, phải 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 mở mắt ra để đạt được cái mục tiêu của mình, thực hiện cái mục tiêu của mình. Yes. Và cái việc của em đây là phải cho chị Yến thấy rằng là ngay bây giờ, ngay lúc này, tại sao chị cần phải có mặt trong lớp doanh nhân, càng sớm càng tốt. Cái lý do càng cao á, chị sẽ có cái khát khao càng lớn. Cái khát khao nó lớn thì chị sẽ thôi thúc được cái con người bên trong. Mà cái con người bên trong của chị mà nó đã thôi thúc được rồi á, thì cái sức mạnh đó nó rất là phi thường. Chị hiểu với em đó mà. Vậy thì cái việc đầu tiên để có thể giúp được chị vào lớp doanh nhân và giúp được bạn của chị vào được chương trình cùng với chị, là chị cùng với bạn của chị hằng ngày hãy liệt kê ra cái lý do. Bước một nè, liệt kê, chị có thể ghi xuống những cái lý do tại sao tôi phải có mặt trong cái lớp doanh nhân. Em nói cái này là quyền năng. Hầu hết tất cả mọi người sẽ ngồi liệt kê ra lý do tại sao tôi không nên làm, chứ họ không bao giờ liệt kê ra lý do tại sao tôi phải làm. Chị công nhận với em không? Hằng ngày chị hay nói như thế này nè: tôi học lớp doanh nhân tại vì sao, tại vì trong đó có rất là nhiều những cái tư duy của người doanh nhân, mà mình sinh ra trong một gia đình không là con của doanh nhân, không gia tộc gia thế gì kinh doanh cả, mà mình được sở hữu những cái trí tuệ đó là trí tuệ trời ban, có cái bao nhiêu tiền mình cũng không thể nào mua nổi, nó là cái trí tuệ mà của các doanh nhân hàng đầu, họ phải gầy công gầy dựng, họ phải mất bao nhiêu công sức họ mới có được, mà bây giờ mình được hưởng cái trí tuệ đó một cách gì ạ, nó rẻ bẹo như thế này. Chị ý nghĩa đâu ạ? Thì khi mà chị đưa ra một cái lý do như vậy, em hỏi chị có thôi thúc chị được không? Con người bên trong của chị nó bắt đầu nó được thôi thúc mà. Và những người bạn của chị đó, thay vì để cho họ
than vãn với chị là ơ tôi đâu có điều kiện đâu, có cách nào giúp tôi đi, giúp tôi đi, giúp tôi đi. Không ai giúp bạn, chỉ có bạn giúp bạn thôi chị nha. Họ phải là cái người tự giúp họ thì họ mới phát triển trong cuộc đời này được. Thế em hỏi chị đó, bây giờ chị giúp họ vô học doanh nhân, rồi sau này ai giúp họ kinh doanh đấy? Rồi công việc kinh doanh của họ chị làm luôn chị. Mình đâu thể nào, đúng không chị? Đó nên là chị phải hiểu rằng là chúng ta đang chọn những con người vô đây, chúng ta đào tạo, chúng ta rèn luyện cho anh chị kinh doanh, trở thành cái người doanh nhân thật sự, biết kinh doanh, biết tạo ra tiền, biết làm ăn, biết nuôi sống gia đình, biết xây dựng tương lai, biết trở nên giàu có. Thế thì bây giờ giả sử như mình giúp cho họ cái cửa đầu tiên, cái cửa đó họ không qua được, họ không ngóc lên được, thì cái tương lai công việc kinh doanh của họ chị cũng làm luôn, chị cũng kham luôn cho họ sao, đâu có được, đúng không chị? Yes. Rồi đó nên là chị Yến hãy giúp cho em rằng là chị với những người bạn của chị hãy một ngày phải nhắc đi nhắc lại cho em từ sáng cho đến chiều tối cái lý do tại sao mình phải có mặt. Và chị nên nhận cái điều trong cái điều kiện á, em gửi cho anh chị đó, em luôn liệt kê cho các anh chị những thứ anh chị sẽ đạt được nếu anh chị học chương trình này. Để làm gì ạ? Để anh chị có đủ cái lý do để mà anh chị tham gia. Để mỗi lần, mỗi ngày chị nên nhắc ra cái lý do đó chị nhé. Chị hiểu cái cách làm không ạ? Là chị hay nói là lý do tôi tham gia là để lý do tôi tham gia là, chị nhớ câu nè, lý do tôi tham gia là, lý do tôi học chương trình doanh nhân, tôi học nè, ghi, chị ghi đủ nè, tôi học chương trình doanh nhân là để được, tôi 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 được. Nếu như chị không biết chị được cái gì thì chị có thể liên hệ với em nói cho chị biết để mà chị thấy rằng là chị được cái gì. Chị chưa biết rõ, nếu mà chị chưa biết rõ. Chị Yến ha, xong rồi hằng ngày ha, từ sáng cho đến chiều tối là chị chỉ biết cái đó thôi. Chị chỉ tập trung vào cái đó thôi. Đó là cái thứ nhất. Ví dụ như là tôi học chương trình doanh nhân là gì ạ? Là để tôi biết cách kinh doanh. Tôi biết cách tạo ra thu nhập gấp 10 lần. Tôi có thể chạm mốc được cái thu nhập là 100 triệu hay là vài trăm triệu đó mà. Có phải đi kinh doanh anh chị mới có thể làm được điều đó không các anh chị? Nếu chúng ta đi làm thuê không bao giờ chúng ta chạm được cái mức thu nhập như thế. Vậy thì nếu mà tôi học được cách kinh doanh, tôi biết cách kinh doanh đúng, tôi có thể chạm tới được cái mức thu nhập mà tôi không bao giờ tưởng tượng được. Thay vì tôi phải làm 1 năm, thì bây giờ tôi làm 1 tháng là tôi đã ra cái thu nhập đó rồi. Thì có thể, đó chị có thể ghi vào nha. Thay vì tôi làm 1 năm thì tôi mới được, bây giờ tôi làm 1 tháng là mình đã được cái thu nhập đó rồi. Giả sử như bây giờ anh chị làm 10 triệu đi, anh chị chỉ có đi kinh doanh, anh chị mới có thể tạo ra 100 triệu lợi nhuận. Nhưng mà kinh doanh đúng nha. Chứ kinh doanh mà trời ơi quốc dĩa, giống như hồi nãy bạn Quỳnh đó, bạn Quỳnh nói trước đây đúng không Quỳnh? Thì Quỳnh đâu có biết được cái thu nhập của Quỳnh là bao nhiêu đâu, đúng không Quỳnh? Thì mình mới có thể chạm được cái mức thu nhập như thế. Rồi mình có thu nhập cao thì mình mới để mình mới có bất động sản cho mình, đúng không ạ? À? Chị bắt đầu mới liệt kê ra thì mình mới có tiền mình tích góp. Giả sử như mình làm ra 100 triệu thì mình cũng tích góp được 50 triệu. Thì chừng mình làm 10 tháng đi là mình có 500 triệu. Mình làm 20 tháng là mình có 1 tỷ, mình mua mảnh đất rồi. Ý là như thế mới có cái cơ hội đó. Rồi đâu phải rằng là thu nhập tới đó nó dừng lại đâu. Rồi thu nhập cái đó chị có thể đó, cái ngày mình ngồi mình chị phải ngồi chị nấu nó ra những cái thứ đó. Chị Yến hiểu em nói đúng không? Dạ. Yeah. Đó, thì chị nấu cả ngày ra cái con người bên trong chị nó. Ủa vậy là đang muốn cái đó hả? Hay là đang hướng tới đó. Chứ không là em nghĩ rằng mọi người đa số mọi người nói ui tôi không có điều kiện, bây giờ ai giúp tôi đi thì tôi tham gia không giúp thôi, kiểu vậy. Chị nhá, thì họ sẽ ra cái thế là cái thế bị đổ lỗi. Cái thế là cái thế khác rồi. Chị Yến hiểu vấn đề đó là bước thứ nhất nha. Bước nhất. Cái bước số 2 đó chính là đọc tuyên bố liên tục cho em. Em đang chỉ cho anh chị cái cách để mà anh chị quy động được cái sức mạnh phi thường bên trong của mình. Còn cái cách như thế nào thì làm như thế nào em đâu có biết. Tại vì cái đó anh chị phải nhờ đến cái sức mạnh phi thường của các anh chị. Nó giúp các anh chị. Mấy cái đồ này nó dễ lắm các anh chị ạ. Người ta còn dùng sức mạnh phi thường khai phá, chế tạo máy bay, chế tạo tivi, chế tạo điện đài, các kiểu thứ người ta còn làm được. Mình mấy cái đồ đây thì mình vận hành được hết rồi các anh chị ạ. Chỉ là anh chị không muốn thôi anh chị nhé. Rồi chị Yến có nghe em hiểu không? Chị Yến hiểu em nói đúng không? Tiếp thu kịp luôn ạ? Kịp. Yes. Cái thứ hai đó chính là tuyên bố cái câu tuyên bố. Có nghĩa là ngày tháng năm, giờ ngày tháng năm,
tôi có dư tiền, tôi có dư số tiền, tôi có dư tiền, đừng có nói thiếu tiền, đừng có nói không có tiền nữa. Cái miệng lúc nào không có tiền sao nó dư tiền được, có nói thế không, đúng không ạ? Tôi có dư chị nhá, tôi có dư rồi, tôi có dư, tôi có dư, tôi có dư tiền, cái số tiền là bao nhiêu? Tham gia chương trình giá nhân trả hoa vàng dễ dàng, chị ghi vô nè, dễ dàng, nhẹ nhàng, duyên dáng, thoải mái, ung dung, vui sướng, ghi đủ ra, thoải mái, ung dung, vui sướng, sung sướng, thoải mái, ung dung, sung sướng. Rồi chị ghi đầy đủ nha, chứ hồi nữa là không có chị không nghe, chị không nhớ đâu, đừng có tin cái bộ não của chị. Rồi chị ghi chứ sung sướng chưa, chị ghi là thoải mái chưa, dễ dàng chưa. Rồi cho em hỏi chị Yến là sau khi mà chị nghe cái gì mà dễ dàng thoải mái là chị thấy nó dễ chịu hơn không? Vì chị nói em nghe rồi chị thấy dễ chịu, chị nói em nghe Có, chị có lặp đi lặp lại mỗi ngày, có nghĩa là tôi phải tham gia khóa học chậm tan hóa vàng đó là dễ dàng, nhẹ nhàng và nhanh chóng, có nghĩa là chị lặp liên tục như vậy, có nghĩa là bắt đầu tư duy suy nghĩ chuyện khác là chị quay trở lại. nè. Và cái hồi nãy thì chia sẻ đó là có nghĩa là không phải là chị cho những cái người đó vô học miễn phí, nghĩa là họ vẫn ở ngoài họ 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 học những cái chương trình mà gieo hạt, nhưng mà cái mong muốn của họ là muốn được vào 60 ngày. Thì bây giờ Bích Thi chia sẻ là chị nắm được cái từ khóa là làm sao để cho họ đủ cái khát khao, họ đủ cái khát khao, cái đó là tự họ, giống như chị bây giờ chị hiểu được là cái lớp doanh nhân này vào giúp được gì cho chị, thì lúc đó chị mới là chính, chị mới là cái người để mà có cái tư duy đó. Thì cũng chia sẻ với Bích Thi với lại cả phòng Zoom là chị vừa học hôm nay cũng khoảng là 1 tháng mấy rồi, nhưng mà điều trước tiên là vừa chia sẻ ngoài, nhưng mà mình đang đưa cái thông điệp đến cho gia đình là ba mình thì cũng 70 rồi, nhưng mà ông hay đọc sách, nhưng mà bây giờ ông lại mới phát hiện ra cái cuốn là Sức Mạnh Tiềm Thức, là chị phải mua từ đây gửi về Cần Thơ. Và cái người mẹ của mình cũng vậy, bà cũng hay tiêu cực và lúc nào cũng hay than thở, thì chị cũng truyền cái thông điệp đó luôn là phải thay đổi những cái từ đó. Đó là có nghĩa là chị học cái gì xong là chị trao đổi luôn cả gia đình luôn. Con bé con chị là năm nay 26 rồi, nhưng mà cũng chưa biết kinh doanh. Chị nói là bây giờ sắp xếp đi, vào đi học cùng với mẹ để bắt đầu tập tành kinh doanh. Ở trong đây những con người chỉ là hơn con chỉ khoảng 2-3 tuổi thôi, nhưng mà họ kinh doanh bây giờ họ rất là giàu. Có nghĩa ngày mà chị ngồi chị học Bích Thiêu á là em ấy ngồi kế bên em ấy nghe. Nhưng mà làm sao để chiều vào tất cả những con người đều vào đây học luôn, đó là cái mục tiêu của chị. Chị Không có riêng trả lời là đúng. đúng rồi, thì chị đang khát khao là muốn vào cái lớp doanh nhân để mình truyền tải những cái thông điệp giúp cho gia đình cũng như ở ngoài kia với những con người họ rất cần kiến thức này. Vấn đề là dạ đúng rồi, thì bây giờ chị Yến là biết câu trả lời là chị phải có được cái sự khao khát cho chị và cho mọi người. Ok. Cái thứ hai nữa là chị phải tuyên bố đúng, chị tuyên Có bố nghĩa là bằng trong câu lạc bộ chỉ gì là chị Chiến đều làm hết. Đó, có nghĩa là chị làm, và có khi là chị có một hồi mới chị cũng bị stress, có nghĩa là chị làm nhiều quá và chị suy nghĩ nó lung tung quá, thì bắt đầu là cũng biết ơn là doanh nhân Văn Thiện cũng hỗ trợ nó. Nhưng giờ chị rối quá thì thế là chị buông xuống tất cả hết, chị nằm nghỉ, là bắt đầu chị mới mới làm lại từng giai đoạn giai đoạn. Và mỗi khi mà chị hụt năng lượng á, chị là mở cái Bích Thiêu lên, chủ tịch Bích Thiêu là những cái bài ở YouTube á, là chị nghe bắt đầu chị lấy lại năng lượng. Có nghĩa cái đó là cũng cái bí kíp riêng của chị, tại vì chị là một người tìm đến Bích Thiêu chứ không phải là ai đâu đó là chia sẻ với chị, mà chị tìm đến và chị gặp nhóm trưởng hỗ trợ cho chị. Cho nên là cứ mà cảm thấy là ngày đó mình thiếu năng lượng, có những khi mình mệt mỏi á là vì cái cơ thể của mình nó không khỏe, thì chị mở Bích Thiêu lên, bắt đầu chị nghe là bắt đầu tự chị đi ra ngoài, chị thấy cảm thấy là năng lượng lên và áp dụng luôn cái bài học. Rồi khi học xong chị note lại và chị cũng chia sẻ lại cho những cái người đồng nghiệp với chị, những người bạn chị, và họ nắm những cái từ khóa để họ thay đổi. Khi họ thay đổi, họ vô phòng Zoom họ học rất là hoan hỷ, họ rất là vui đó. Thì bây giờ là hiện giờ chuẩn bị 2 người họ cũng vào doanh nhân, 2 cái người bạn, thì khi chị vô là chị đưa một lượt vào là 3 người. Thì ba Bạn nhỉ? người đó là thì những người vào họ họ đều nói một câu là quá giá trị em ơi, đi đây đúng. Thì trước khi gặp cái câu lạc bộ này chị cũng thường nói là chị cũng khát khao như bao nhiêu người kia, là mình muốn có một cái nơi nào, một cái con người để mình theo học, để mình thay đổi. Thì hàng ngày chị luôn nói là hãy hãy dẫn tôi đi đến đúng nơi, tôi làm đúng việc và tôi gặp đúng người.
Có nghĩa giống như với Thi, chỉ là mình phải nói cho cái tiềm thức, nhưng mà hồi đó chị không biết là nói với tiềm thức, nhưng chị luôn nói trong tâm là làm sao mỗi một ngày mình gặp đúng người, mình vô mình làm đúng những cái việc mà mình yêu thích, thì thật sự là ở đây nó đã có đủ. Cho nên là hàng ngày khi xong rồi cả chủ tịch Trịnh Huy chia sẻ là chị luôn biết ơn, và cảm thấy là cái lời biết ơn của mình nó tận sâu vô trong cái con người của mình đấy. Thì hàng ngày chị luôn thể hiện lòng biết ơn đó, làm như là nó vô trong cái máu của mình luôn. Đó là Rồi. chị chia sẻ những cái Dạ cảm ơn chị Yến á. và đang là Cho chị cảm nhanh ơn chủ tịch Tiên nói nhiều cho nha. mình mục tiêu ngày nào chị vào được chương trình nhân nhân. À, chị đặt mục tiêu là trong tháng này đó, thì hôm nay là cuối rồi, có nghĩa là chị đã nhận được từ vũ trụ đưa về 50%, có nghĩa là Wow. giờ chỉ cần cách là thôi chốt khách là đúng như cái ước mong chị, là tháng này chị đạt 65 triệu. Vì ngày đầu tiên chị mới vô thôi, chị mới áp dụng khoảng 3 ngày là thu nhập chị đã về 20 triệu rồi. Nhưng chị Wow. không biết làm như thế nào. Đến khi là em Thiện chia sẻ cặn kẽ là chị ơi mong muốn gì chị phải làm liền, chị đừng có để vậy đến là thật sự là số tiền nó đi. Thì bây giờ chị nói là bây giờ chị đã vô chương trình này là cũng được nửa đường rồi. Thì bây giờ mong muốn tháng này đủ 65 triệu là chị chính thức bước vào khóa học Thì chặt tay quá chị là luôn. 31 Đúng rồi, anh em 31 rồi mà chị bây giờ là được phân nửa, là nói chung là chỉ cần chị ký hợp đồng cái là chị có tiền chị vào ngay. Đó, rồi đó bây chị. giờ Rồi là cái cho em hỏi trong ngày hôm nay giờ nào chị đăng ký được? nếu mà được là chị đăng ký ngay cái lúc 7 giờ. Chị đang bị rối này nè, chị là người quyết nha, Đúng tại đúng. vì chị quyết bây giờ rõ ràng chị quyết cho em 7 giờ tới, 7 giờ tối, tất nhiên là 19 giờ. 7 giờ 00. Ok. Rồi Và chị nhìn chị đồng đăng ký thành công khóa học chạm tay quá vàng nhẹ nhàng, hồ. Chị dễ nhìn đồng dàng, hồ nhanh cho chóng. em 19 giờ đi. 19 giờ 19 hay chị ghi đúng mà 19 giờ chị nha. Rồi bây giờ em hỏi là trong tâm trí chị thấy cái đồng hồ nó hiện tới 19 giờ chưa? Thấy rồi đúng không ạ? thấy rồi. 19 giờ hay là 7 giờ? 19 giờ, hồi đầu là 7 giờ, hồi Bây đầu lúc mà chị nói với em là trong cái tâm trí nó hiện ra số 7 giờ. thì bây giờ là 19 giờ. Ok. Số hay là cái đồng hồ kia Có kim? nghĩa là số nó in vô trong như là trong điện thoại của mình á, nó Rồi hiện lên vô trong điện thoại. nó giống như vậy đúng không ạ? Đúng rồi. Ok. Rồi chúc mừng chị. Cho chị xin chia sẻ chút xíu này, có nghĩa là đó gì chị chưa có biết sử dụng tiềm thức, nhưng mà những cái gì mà chị mong muốn chị thấy được là trong giấc ngủ của chị. Thì mới hồi hôm mình là khi học Đức Thi xong mới ghi ra những cái điều mà gọi là đặt hàng vũ trụ. Thế thì mà chị mới đặt cái nhà, chị mới hỏi người nhà chị là bề ngang bao nhiêu, là 25 mét, là nó có dài quá không. Thì chị nghĩ là nếu mà đặt như vậy thì chị đặt ở Sài Gòn, tại vì chị thấy cái môi trường ở Sài Gòn thì nó dễ học hành nhiều cái lắm. Thì khi chị ngủ gần sáng á, tự dưng á là chị thấy một cái điều đó, nhưng mà báo hiệu rằng là bạn hãy nên trở về quê hương của bạn để mà lập nghiệp trên một cái đất nhà của mình. Thì hồi hôm mới ghi xong đó là chị đã thấy được điều đó, cho nên là chị rất tin tưởng tiềm thức, và ngay từ bây giờ là chị luôn vận dụng vô cái đó. Thật sự hồi lúc trước nói là chị không tưởng tượng ra, không nghĩ ra được điều đó, giống như em nói hồi nãy là 7 giờ đúng không, nhưng mà chị nhìn vô là thấy số 7, nhưng mà cái 19 giờ thì chị chưa thấy được đó. Cho nên nó rất là tuyệt vời khi mà áp dụng sức mạnh tiềm thức, là không có cách nào mà gọi là mình thất bại được hết đó. 19 giờ Mình chị chưa thành ha. công. Ok, Ok cảm ơn chị. rất là nhiều nha. Cảm ơn chị. Rồi, các Rồi, anh chị cảm ơi, ơn mình cả có nhà thể nha. cho chị Yến một tràng pháo tay các anh chị nha. Ok. Chị sẽ rất nhiệt tình. Rồi, cảm ơn các anh chị ạ. À. Cảm ơn chị Yến luôn ạ. Và tối ngày hôm nay các anh chị có một cái chương trình, đó chính là mình đặt đặt mục tiêu cho cuối năm 2000, đặt mục tiêu cho đầu năm 2023 các anh chị. Năm 2023 sắp tới rồi. Nếu như mà chúng ta không có tổng kết thành công của trong cái năm, anh chị hãy học thói quen là tổng kết thành công trong năm 2022 các anh chị nhé. Hãy làm cho theo một cái việc, đó chính là tổng kết thành công năm 2022, và anh chị hãy đặt cái mục tiêu cho mình năm 2023 anh chị dư được bao nhiêu tiền, sở hữu được cái gì, sở hữu được nhà hay là xe hay là chuyến du lịch, bao nhiêu chuyến du lịch rồi các kiểu thứ các anh chị nhé. Để tối ngày hôm nay lúc 20 giờ, 20 giờ lúc mấy giờ các anh chị ơi, lúc
20 giờ các anh chị hãy hưởng ứng năng lượng của 3.000 con người để chúng ta dùng cái năng lượng đó chúng ta thu hút tài chính cho chúng ta các anh chị nha, thu hút thành công cho mình ạ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, xin mời các anh chị hãy mở mic ra và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Xin chào mọi người, cảm ơn các anh chị.